thần cấp ở rể. Chương 341, không có mặt mũi nào mà sống tiếp trong nháy mắt sắc mặt của Watanabe Onio trắng bệch ra, chết xứng cả người. Watanabe Onio thân là nhẫn hoàng, cho dù là ở hải quốc thì cũng là nhân vật làm mưa làm gió, thậm chí còn có được sự tôn trọng của hoàng tộc. Đó là vinh quang đến đâu cơ chứ? Nhưng bây giờ cây võ đao đã theo mình hơn 10 năm thế nhưng lại rơi vào trong tay đối thủ. Tư lệnh Long môn, quả thật là sự tồn tại như thần thánh đao của mình hạ xuống đã giết chết bao nhiêu cao thủ, Watanabe Onio đã không thể nhớ rõ nữa rồi. Đao ở trên người, đao mất thì người tất phong sao. Đây là lời thề mà Watanabe Onio đã thể khi tiếp nhận võ đao từ tay người thầy của mình. Sao tất phong cũng phải chết. Đao đã mất, vậy người thì sao? Cho dù có sống cũng đâu còn quan trọng nữa. Trong nháy mắt, vẻ mặt Watanabe Onio giống như muốn khóc, hướng về phía quốc gia mình ở xa, một tiếng quỷ dạp xuống đất thiên hoàng bệ hạ watanabe onio đã cố hết sức nhưng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho watanabe không còn mặt mũi quay về nhật bản nữa chỉ có thể mổ bụng tự sát tạ ơn trọng dụng của thiên hoàng thầy đừng mà đại đảo ở bên kia liều lĩnh sông về phía watanabe onio lúc này anh ta cũng không có ý định tránh đi giống như là muốn tìm chết vậy audio điện tử võ tấn bền tiểu yêu không bắn nữa ngay cả đường chảm cũng chỉ nhắm họng nhắm vào đại đảo, không hề bóp cò súng. Đường chảm đuổi kịp chỗ anh em mình, cùng Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong hợp thành một vòng vây hình quạt, vây hai người Watanabe Onio và đại đảo ở bên trong. Diệp Vô Phong cười nhạt, Watanabe Onio, thắng bại đã phân, võ đao này tôi sẽ lấy làm chiến lợi phẩm. Hai mắt Watanabe Onio đỏ ngầu, hung tận nhìn võ đao trong tay Diệp Vô Phong, đó là đao của tao. Trả lại cho tao, Diệp vô phong lạnh lùng cười, Watanabe Onio, tôi nghe nói võ sĩ hải quốc mấy người phải mổ bụng tự sát, nhưng không dùng võ đao để làm chuyện như vậy, bởi vì trên người mấy người các người còn giấu một cây đao nữa, chuyên dùng để mổ bụng tự sát, đúng không? Watanabe Onio hướng mặt về phía đông quỳ, ảm đạm nói, thiên hoàng bệ hạ tôn kính, Watanabe vô dụng, khiến ngài và dân tộc hổ thẹn, thật sự không mặt mũi nào sống tiếp trên đời, xin ngài cho tôi dùng máu tươi của mình để tỏ rõ trái tim một mực chân thành của tôi thầy đại đảo kích động kêu lên con cầu xin người người giữ lại thân thể này còn có ích vì thiên hoàng bệ hạ mà xả thân có được không xoẹt đại đảo rút dao găm ra lưỡi dao hướng vào trong hai tay cầm chuôi đao thầy nếu có một người phải chết con tình nguyện chết thay người vừa nói dứt lời phốc một tiếng lưỡi dao cắm thẳng vào bụng của đại đảo hự đại đảo đau đớn khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn nhẫn tâm cầm lấy chuôi dao, dùng hết khí lực trên người nhấn chuôi dao sâu vào trong. A, à, đại đảo vô cùng đau đớn, ngã trên mặt đất, chuôi dao vẫn nằm ở ngoài, không vào hết trong bụng anh ta. Cơ thể đại đảo nằm trên mặt đất run rẩy, vặn vẹo vì đớn đớn, đấu tranh nhiều lần, trên bụng chảy ra máu tươi, trên miệng cũng rớm máu, lúc này mới từ trong đau đớn, không cam tâm mà tắt thở. Đại đảo, con là chiến sĩ tốt nhất của Thiên Hoàng bệ hạ. Watanabe Onio nhìn về phía Du Kinh Hồng, cô là sát thủ của Hoa Hạ. Du Kinh Hồng khẽ gật đầu, đúng. Watanabe Onio thở dài một hơi, sát thủ của Hoa Hạ đã muốn đối chọi lại với Watanabe Onio tôi, huống chi còn có tư lệnh Long Môn. Watanabe Onio tôi có thể chết trên tay Tư lệnh Diệp cũng coi như đáng để khoe khoang. Chẳng qua, nhiệm vụ của Watanabe Onio này đám sát thủ Hoa Hạ mấy người cũng đã biết, cũng nên biết tiểu đội của tôi mặc dù lần này thất bại, nhưng tân cảng của các người cũng phải chịu hậu quả tương ứng. Nói chuyện, gã ta rút ra dao găm dùng để mổ bụng tự sát của mình, hai tay cầm chuôi dao, lưỡi dao hướng vào phía trong, đâm vào bụng mình. Cái gì, ông nói cái gì, Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong vừa nghe gã ta nói lời này, nhất thời kinh hãi, đêm nay bọn họ cửa cả tính mạng, thậm chí lừa gạt cả cảnh sát và chính phủ, lại gạt đám lâm thư âm, không để dân chúng biết hành động của Watanabe Onio, cuối cùng là vì mục đích gì chứ? Không phải là vì muốn bảo vệ tân cảng, muốn để người dân có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng bây giờ, nếu độ biên còn có sắp xếp khác, vậy hậu quả quả thật là không thể tưởng tượng được. Choang, Diệp vô phong một cước đá bay dao găm sắp sửa đâm vào bụng của Watanabe Onio, anh cảm thấy Watanabe Onio thật sự phải tự sát. Cơ thể du kinh hồng quỷ dị vụt tới, nắm vào sau gáy của Watanabe Onio, Diệp vô phong vội vàng nói, nói bên phía tân cảng ông còn gài cái gì vào. Ha ha, tại sao tao phải nói cho chúng mày biết? Vẻ mặt Watanabe Onio gần như trở nên điên cuồng, tân cảng chính là một đóa pháo hoa rực rỡ, pháo hoa cắt ngang trời đêm, máu đỏ tung trời, sau đó sẽ biến thành một đám gạch vụn. Gạch vụn? Ha ha. Cái gì? Nắm đấm của Đường Trảm bịch 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 đấm vào trên người Watanabe Onio. Nói, rốt cuộc ông đã làm cái gì? Đường Trảm quát to. Anh ta thật sự rất sợ, lỡ như chị dâu xảy ra chuyện gì, đại ca liệu có điên luôn không? Có thể sẽ tự mình đi san bằng hải quốc chết tiệt đó. Watanabe Ono bị đánh hơn 10 đấm mạnh vào người, nhưng phản kháng cũng không muốn phản kháng nữa, gã ta thở hổn hển, khinh miệt nhìn thấy Đường chạm, bị kẻ địch giết chết là vinh hạnh lớn nhất mà chiến sĩ của thiên hoàng có được. Ha ha, Long Môn thần lực Vương, tay dùng lực một chút đi. Đừng có như một con đàn bà thế. Đường chạm đừng giết ông ta. Diệp vô phong chợt khi gần, đánh lệch cầm của Watanabe Onio, đưa tay vào trong miệng gã ta sờ một chút, quả nhiên là có hai chiếc răng độc, nhưng vẫn chưa cắn, xem ra Watanabe Onio muốn tự mình xem cảnh tân cảng biến thành pháo hoa. Bên tân cảng kia ngoại trừ nhóm người trên công trường, cộng với hạng mục bán thành phẩm bên tân kiến, còn hơn 10.000 dân. Đương nhiên, cũng tính cả thôn dân các vùng lân cận. Làm sao bây giờ, Du Kinh Hồng lo lắng, cũng sắp bị dối cả lên. Diệp vô phong nói, đội trưởng Du, cô lập tức gọi cho bí thư và cảnh sát, để bọn họ lập tức đưa mọi người xung quanh tân cảng nhanh chóng rút lui khỏi đó, sau đó đưa chuyên gia phá bom của bên đặc công và bộ đội tới vào bên trong tân cảng dò tìm. Tốt nhất là phải phá được bom, nhất định phải tìm ra được chỗ chôn bom mà thanh trừ sạch sẽ. Vâng, tôi lập tức thông báo với bọn họ. Du Kinh Hồng lấy điện thoại ra, sau khi mở máy liền gọi cho bí thư kỳ, nhanh chóng giải thích vài câu, bí thư kỳ lập tức hành động. Sau đó Du Kinh Hồng lại gọi cho cục trưởng La ở cục cảnh sát, yêu cầu ông ta lập tức đưa bộ đội đặc công, công an và toàn bộ cảnh sát nhân dân trong thành phố tới Tân Cảng, phải nghĩ mọi biện pháp đưa dân chúng rút khỏi đó. La cục trưởng cũng biết sắp có đại sự xảy ra, nhìn lại đống chăn sau đó liền gọi cho đặc công một cuộc điện thoại, sau đó lại gọi cho mấy cục phó, yêu cầu bọn họ nội trong thời gian ngắn nhất, sau khi sắp xếp xong mọi việc, cũng chạy tới Tân Cảng tự mình đốc thúc. Chói Watanabe Onio cho tốt, chúng ta lập tức đi đến tân cảng." Nhanh, Diệp Vô Phong phát ra mệnh lệnh, anh đã gọi điện thoại cho Lâm Thư Âm, bảo cô lập tức đưa mọi người trên công trường rút khỏi toàn bộ, không thể để lại bất cứ một ai. Chương 342, trùng trùng hiểm nguy. Sau hơn 20 phút, 8 người Diệp Vô Phong có mặt ở tân cảng, đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ hy 10 phút nếu Watanabe Oniyo hạn định là 12 giờ thì còn lại khoảng 40 phút trước khi tân cảng biến thành pháo hoa và thuốc nổ. Chỉ có điều, tân cảng này quá rộng lớn, xung quanh rộng hơn 100 km vuông lận đó. Hơn nữa địa hình còn phức tạp, người sinh sống ở đây cũng đông, dựa vào sức có mấy người bọn họ, trong vòng 40 phút, căn bản không cách nào có thể sơ tán hết người dân ở đây. Bến cảng quan trọng, mạng người càng quan trọng hơn. Đối diện với công trình kiến trúc và các tòa nhà cổ của Tân Cảng, cùng với địa hình phức tạp ở đây, không chỉ mình Diệp vô phong, đến cả du kinh hồng cũng phải há hốc mồm. Éo éo, chính quyền địa phương đã cử tất cả lực lượng công an đang cố hết sức sơ tán người dân. Thông tin bọn họ nhận được là do đích thân cục trưởng la gửi cho, chỉ cần một người dân không được sơ tán an toàn, vậy thì bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt cho sự thất trách của mình. Ai cũng sẽ phải nhận hình phạt cực kỳ nặng cho tội này thông qua sự chỉ thị gấp gáp của bí thư kỳ, từ trên xuống dưới, nhanh chóng thông báo xuống các cấp, tuân theo mệnh lệnh chính trị nghiêm khắc tập hợp sơ tán quần chúng nhân dân, chỉ vòn vẹn trong vòng 5 phút đã phát lệnh xuống toàn bộ ủy ban phường, quận, thậm chí còn thông báo tới cả những nhóm, đội sản xuất nhỏ. Đường cao tốc và đường quốc lộ rộng lớn hướng ra Tân Cảng, đâu đâu cũng là đèn xe, cảnh sát giao thông giữa dòng xe chạy, cố hết sức khai thông đường đi. Gặp phải xe dừng trên đường, cảnh sát giao thông lập tức tiến lên phía trước, tận tình khuyên người rời đi, để tránh ngăn cản giao thông lưu thông. Du Kinh Hồng nhanh chóng chạy tới chỗ đặc cảnh, lách người xuyên qua, một thân đây võ công, vậy mà cô ta cũng tốn không ít sức lực, mới có thể đến trước xe chỉ huy của đặc cảnh. Sĩ Quan Du, đội trưởng đội đặc cảnh phòng chống bạo động thành phố Hoa Hải Dương Phong, báo cáo nhiệm vụ. Tốt lắm, mọi người tới rất nhanh, bây giờ lập tức triển khai phương án tìm kiếm, chú ý, phải tìm kiếm bom trên diện rộng. Chúng ta không thể đoán được, tên quỷ nhỏ kia sẽ giấu chất nổ ở đâu đâu. Nhưng chúng ta có thể dựa vào những kinh nghiệm cơ bản để tìm ra địa điểm dễ bị phá sập nhất, bắt đầu từ những nơi đó trước, phái những đội viên có kinh nghiệm nhiều nhất tới đó đợi lệnh. Giọng nói của Du Kinh Hồng trở nên gấp rút, vậy mà lại trôi qua mất 5 phút rồi. Gió, Dương Phong đồng ý hô, lập tức lớn tiếng gọi. Tiểu đội 1, phụ trách khắc phục sự cố ở những địa điểm quan trọng tiểu đội 2 tới tiểu đội 6, phụ trách tìm kiếm chất nổ trên diện rộng, dựa theo phạm vi đã được phân chia trước đó, bắt đầu tìm kiếm. Không được bỏ qua bất kỳ điểm đáng nghi nào. Bí thư kỳ mang theo đám người phó bí thư, thị trường các thứ tới, giữa hàng dài dân chúng, chỉ huy sơ tán bọn họ, trên chán đã thấm đẫm mồ hôi. Bí thư kỳ, ngài không cần phải đích thân tới hiện trường đâu, hay cứ ngồi trong xe chỉ huy cũng được ạ. À? Thư ký đứng bên cạnh ông ta quan tâm mà nói trước mắt vẫn chưa biết được bên địch giấu bao nhiêu thuốc nổ nhưng phe địch đã dám làm ầm ĩ lên muốn biến tân cảng thành một nhúm pháo hoa chắc số lượng chất nổ không ít ngài nhất định phải chú ý an toàn bí thư kỳ giận dữ khốn nạn dân chúng không được an toàn tôi an toàn cái gì là thành viên của đảng cộng sản thà rằng chết ở tân cảng chứ không thể để nhân dân bị thương mau đi làm nhân viên sơ tán đi đừng quan tâm tới tôi rõ sau khi bị mắng xong vị thư ký kia lập tức chạy về phía các nhân viên đang tập trung với nhau diệp vô phong chúng ta tới nơi nguy hiểm nhất đi du kinh hồng tới bên cạnh diệp vô phong diệp vô phong gật đầu tôi đã quan sát một lúc rồi công trường là nơi đáng nghi nhất hơn nữa một mặt giáp với một ngọn núi nhỏ một khi phát nổ ở đó rất dễ gây ra sạt lở trôn vùi thôn trang dưới núi cho nên tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm ở công trường trước rất tốt còn nơi nào nữa không Du Kinh Hồng không kìm được, hỏi thăm ý kiến của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong chỉ về hướng mấy khu dân cư được xây trên hướng xéo đông nam của ngọn núi, bên kia số lượng công nhân đông, chất nổ cũng dễ bị che khuất. Hơn nữa, sau khi phát nổ, sẽ tạo ra thiệt hại lớn nhất. Nếu tôi là Wanatabe Onio, lúc bố trí chất nổ thì chỗ đó sẽ là vị trí trọng yếu. Chán Du Kinh Hồng lập tức bị kinh ngạc tới túa mồ hôi lạnh, nếu như thực sự sắp đặt chất nổ ở đó, một khi phát nổ, hậu quả cũng không dám nghĩ tới. Tôi qua đó ngay, sử dụng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu tìm kiếm. Nói xong, đã không còn thấy bóng dáng của Du Kinh Hồng đâu nữa. Đại ca, anh nhìn qua bên kia xem, em thấy cửa ngõ bên kia cũng là một vị trí rất nguy hiểm. Đường chảm lo lắng nói. Bên đó có mấy bánh xe lớn, một khi phát nổ dẫn đến cháy, sẽ có thể gây ra một tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Đúng vậy, cậu đem anh em qua bên cửa ngõ kia đi. Tôi đi xin hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát bên phía bí thư kỳ. Diệp Vô Phong cũng bị dọa cho hết hồn, chính xác, cửa ngõ kia dù cách công trường khá xa, nhưng nó mới là vị trí quan trọng của quan trọng ấy. Bí thư kỳ, tôi là Diệp Vô Phong, tôi mong ông có thể phái người bên phía đội đặc cảnh đến chỗ cửa ngõ kia, kiểm tra toàn bộ bánh xe lớn đến gần cửa ngõ, nhất định phải tìm ra nơi cất giấu thuốc nổ của phe địch. Được, tôi phái người đi ngay. Phản ứng của bí thư kỳ cũng rất nhanh lập tức gọi ngay cho cục trưởng la cửa ngõ. Phái người tới cửa ngõ, nhanh, gió, bí thư kỳ yên tâm, tôi đã chú ý tới nguy hiểm ở cửa ngõ rồi, đã có bốn đội đặc cảnh tới tra xét cửa ngõ rồi. Cục trưởng la hiển nhiên không phải một người vô dụng, đối với những chuyện liên quan đến phòng vệ chất nổ này, cũng cực kỳ có kinh nghiệm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, nhưng trôi qua cũng vừa nhanh, lại vừa chậm. Ở hiện trường, mỗi một chỉ huy của lực lượng phòng vệ Mỗi một quan chức của chính phủ các cấp trong lòng đều như mang theo một tảng đá lớn. Tiểu yêu xô đẩy Watanabe Onio mặt đầy sẹo, đi mau. Nói thật cho tao biết, mày rốt cuộc đã làm cái gì rồi? Watanabe Onio cười âm hiểm, nhìn chằm chằm về phía những người đang tất bật kia, điên cuồng mà cười lớn, có nhiều người thế kia cùng chết chung, đời này của Watanabe Onio này chết cũng đáng rồi. Xoạt, con dao trên tay tiểu yêu trực tiếp cắm thẳng vào cánh tay phải của Watanabe, xoẹt một cái rút ra, nói. Nói mau, Watanabe Onio giống như không còn cảm thấy đau đớn nữa, lạnh lùng nhìn tiểu yêu đang nổi đóa, khốn nạn, đợi đến khi chúng ta cùng chết rồi, trên đường xuống hoàng tuyền, tao nhất định sẽ làm thịt mày. Má, tiểu yêu nổi giận đùng đùng, tiện tay nhặt lên một thanh côn dài khoảng một mét lên, nhìn về phía cơ thể Watanabe Onio, chấp một cái điên cuồng quật lên. Đậu má, mày đúng là một thằng ác quỷ, thằng quỷ nhỏ, ông đây nhất định phải xé mày thành trăm mảnh nhỏ, ngàn mảnh nhỏ, còn phải để mày chết không nổi nữa luôn. Ha ha, tới đi, đem dao của mày ra đây, dùng thêm chút sức vào, mày là lũ đàn bà đấy à? Ha ha, Watanabe Onio vẫn tiếp tục khích tướng, giống như chê bản thân chết chậm quá. Đối với dạng người không sợ chết như Watanabe Onio, sau khi tiểu yêu đánh gãy mấy ngón tay của gã ta, lại đánh gãy thêm mấy ngón chân nữa, vẫn thấy gã ta điên cuồng cười như trước, bỗng chốc trở nên thở ơ, thực sự không còn cách nào khác. Nhóc con, ông tới đây đã không nghĩ tới đường về rồi, mày giết tao luôn đi. À đúng rồi, tao cho mày một tin tình báo này, mày lại gần đây. Watanabe tràn đầy mê hoặc dụ dỗ tiểu yêu. Mà tiểu yêu cũng không ngu ngốc, mặc dù Watanabe đã bị trói chặt lại rồi, nhưng cũng không loại trừ trường hợp thằng cha này tập kích ngược lại mình. Bởi vậy, tiểu yêu cũng chỉ tiến lại gần một chút, có lời thì nói mau. Còn có cứ sao thì thụt ra đi, ông đây không ngại đâu, ông sẽ thịt thằng khốn nhà mày ngay tại chỗ luôn. Watanabe Onio không quan tâm tới sự uy hiếp của cậu ta, nhàn nhạt nói, không ngại nói cho mày biết, hiện tại ở Tân Cảng, có tổng cộng 3 quả bom hẹn giờ, có thể kích nổ tất cả chất nổ ở hiện trường, khi thời gian được hẹn trước tới, bùm. Trường 343, thời gian gấp rút, tiểu yêu đối diện với những lời ác độc thế này, lập tức nổi nóng, dùng khôn đập lên chân của gã ta, tổ bố cả dòng họ mày lên. Mày nói cho tao biết ngay. Nhưng cậu ta chợt nhận ra bản thân thực sự không có thứ gì có thể lấy ra uy hiếp Waterbeb Oniyo cả. Thế là, đành dùng hết sức khiến cho toàn thân Watanabe be bét máu, gấy cũng không biết bao nhiêu là xương cốt, nhưng tên này đúng là cứ như hòn đá chết vậy, nỗi đau xác thịt trên cơ thể dường như không ảnh hưởng gì tới gã ta vậy đó đến tiểu yêu cũng không thể không cảm thấy phục gã ta được đào tạo bài bản, đúng là một người đàn ông thực thụ. Đám người ồ ạt ồn ào, tiếng còi xe không ngừng vang lên, đèn xe nơi nơi đều chớp sáng, đám người được sơ tán, dưới sự chỉ đạo của chính phủ và cảnh sát, trật tự đâu ra đây, nhưng tốc độ lại quá chậm, bí thư kỳ suốt ruột tới độ chán túa mồ hôi, liên tục nhìn đồng hồ. Nếu sĩ quan du không kịp triệt phá toàn bộ số thuốc nổ của phe địch, cả thành phố Tân Cảng này rất có thể sẽ biến thành pháo hoa. Đến lúc đó, cho dù bí thư kỳ có hy sinh vì nhiệm vụ, cũng khó có thể gánh nổi trách nhiệm. Đạt tới chức vụ cao như bí thư kỳ rồi, trong mắt bọn họ tính mạng của bản thân không quan trọng bằng trách nhiệm của bản thân. Qua, wow, một tiếng khóc của trẻ em vang lên, thu hút sự chú ý của bí thư kỳ, ông ấy xuất sắng chen qua, bế một bé trai khoảng 3 tuổi lên, thấp giọng an ủi con ngoan, đừng khóc. Con làm sao thế này? Bé trai khụt khịt khóc, nước na nước nở kể lại mọi chuyện, thì ra thằng bé theo dòng người trôi tới đây, nhưng lại không thể tìm thấy bố mẹ mình. Vậy con tên là gì? Bí thư kỳ cũng cực kỳ lo lắng, lập tức gọi một vị nữ cảnh sát tới, bế cậu nhóc từ tay bí thư kỳ, nhẹ nhàng thăm hỏi. Nhưng đứa trẻ dù sao cũng bị dọa cho sợ, làm thế nào cũng không thể nói rõ cách liên lạc với bố mẹ mình, nữ cảnh sát rất sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể đưa đứa trẻ vào lòng chỉ huy yêu yêu linh. Có thấy con tôi đâu không? Bé Ngọc à! Bé Ngọc, một cặp vợ chồng trẻ, suốt sáng điên cuồng hô to trên đường lớn, cổ hỏng đều khan hết rồi. Vị nữ cảnh sát này vừa mới đưa đứa bé kia đi, nhìn thấy đôi vợ chồng này, nhanh chóng tiến về phía trước hỏi thăm tình hình của đứa trẻ, cảm thấy có thể đúng rồi, lại nhanh chóng liên lạc với chiếc xe vừa đón đứa trẻ đi, giúp bố mẹ đứa bé tiến một đường thẳng, để đứa bé được đoàn tụ với bố mẹ mình, bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, nên xe chỉ có thể ra không thể vào. Chỉ còn thừa lại chưa tới 30 phút thứ diệp vô phong quan tâm nhất đương nhiên là công trường mới xây dựng lại ở bến cảng lúc này mọi người đa số đều được giải tán rồi anh trầm bước tới công trường ngoài những nơi bản thân nghi ngờ ra tiến lại gần dùng thêm khả năng cảm giác của bản thân kiểm tra kỹ lại một lần nhìn anh cứ đi rồi dừng trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng nỗi lo lắng trong lòng anh có bao nhiêu người có thể hiểu được bỗng nhiên anh bước nhanh lên mấy bước lại đảo qua máy trộn xi măng nhanh như bay chạy vào một cửa ra vào Quả nhiên, cách cửa ra vào không xa, anh phát hiện ra một ánh đèn nhấp nháy, cái thứ kia còn đang đếm lùi từng số. Thứ đó trông bên ngoài có vẻ chỉ to bằng một cái loa bluetooth nhỏ bình thường, nhưng Diệp Vô Phong không dám nghi ngờ sức công phá của nó khi phát nổ. Diệp Vô Phong lấy điện thoại ra, mở đèn flash lên, cẩn thận kiểm tra từng chút, bèn có thể nhận định rằng, đây chính là máy kích nổ không dây mà Watanabe Onio hay nói đến. Hơn nữa, trên thân máy kích nổ này cũng có một ít thuốc nổ ít nhất có thể đánh sập trong phạm vi 20 mét của tòa nhà này. Cho dù Diệp vô phong đã quen với việc đánh đấm rồi, cũng phải túa mồ hôi lạnh, mắt dán chặt vào những con số kia, chợt anh nảy ra một ý tưởng, bấm một dãy số điện thoại, du kinh hồng, cô lập tức liên lạc với trực thăng của đội đặc cảnh, bảo anh ta đi về phía công trường, tôi phát hiện ra một máy kích nổ không dây, còn có hơn 40 phút nữa là phát nổ rồi. Ngay, lập tức, du kinh hồng đáp lời ngay, được, tôi sắp xếp ngay anh nghĩ cách làm sao có thể làm ký hiệu hướng dẫn ở dưới đất thật tốt vào, để trực thăng có thể tìm thấy anh một cách nhanh nhất. Được, nhanh chút, tôi đang ở phía đông công trường, bây giờ, tôi sẽ rượt cái thứ kích nổ không dây này xuống, sau đó để trực thăng đem đi, bay đi thật xa rồi vứt nó xuống biển, chức năng kích nổ từ xa sẽ không còn tác dụng nữa. Diệp vô phong sốt sắng nói. Hiểu rồi, tôi đi sắp xếp ngay, anh đợi đó, Du Kinh Hồng cúp máy, Lập tức dùng tới bộ đàm gọi, triệu tập trực thăng đặc biệt, lập tức đến gần phía Đông Công trường kiến trúc, tìm một nơi dừng lại đó, có một người ở đó tên là Diệp Vô Phong, các người phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Diệp Vô Phong. Nhanh, cực kỳ khẩn cấp. Tôi là đặc cảnh Vũ Trang phụ trách trực thăng số 1, sĩ quan Du, chúng tôi đã theo lệnh của chị bay về phía Đông Công trường kiến trúc rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm Diệp Vô Phong, báo cáo hết. May quá, nhanh, Du Kinh Hồng siêu nóng ruột luôn bởi bên này vẫn còn hai cái máy nữa chưa tìm thấy đâu cả. Theo sự sắp xếp của Watanabe Onio, cho dù chỉ còn thừa lại duy nhất một cái cũng đủ để biến toàn bộ tân cảng thành một biển lửa. Sau đó Du Kinh Hồng lại dùng bộ đàm gọi, đại đội trưởng đội đặc cảnh Dương Phong. Tôi là Du Kinh Hồng, triệu tập Dương Phong. Dương Phong nghe rõ, sĩ quan Du, xin ra lệnh. Giọng nói của Dương Phong lập tức phát lên từ bộ đàm du kinh hồng nói lập tức phái thêm ba chiếc trực thăng nữa tới đây đợi lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh nhanh thời gian là mạng sống đó rõ kiên quyết thực hiện mệnh lệnh dương phong đồng ý một tiếng lập tức bắt đầu điều phối trực thăng diệp vô phong dùng miệng ngầm lấy điện thoại cẩn thận nhìn đi nhìn lại cái thứ kia xác nhận nó không có hệ thống phòng bị bị tháo ra nào mới an tâm gỡ xuống không thì nếu anh cứ thế kéo nó xuống ngay nói không chừng lại bị nổ cho bay xác rồi ấy chứ Mặc dù đã quan sát kỹ rồi, nhưng lúc gỡ cái máy kích nổ kia xuống, trong lòng anh vẫn âm thầm run rẩy, không phát nổ, trái tim anh mới bình tĩnh lại. Nhanh chóng chạy ra cửa ra vào, Diệp vô phong lại mở đèn flash trên điện thoại lên, hướng lên trời, đung sức vùng ánh sáng, bởi vì trong thời gian gấp rút này, anh thực sự không nghĩ ra được cách nào khác để thu hút mấy thứ này cả. Diệp vô phong vừa chạy vòng quanh, vừa ra sức vẫy ánh đèn flash trên tay. Mãi đến khi trực thăng luẩn quẩn dừng lại trên đầu anh bay, phi công trên trực thăng cũng cực kỳ nóng ruột, thậm chí còn để đồng đội mở cửa khoang ra, nhìn xuống dưới, đã tìm thấy chưa? Mau lên. Hạ thấp xuống, có một người đang chạy vòng vòng, còn vẫy ánh đèn nữa. Mau hạ thấp xuống. Trực thăng đã thả thăng cuốn xuống, nhưng cánh quạt lại làm gió thổi ầm ầm, nên thổi tung mọi thứ làm Diệp Vô Phong căn bản không thể thấy rõ kia là thứ gì, nhưng anh dựa vào ý chí kiên cường và sự quen thuộc với trực thăng cuối cùng cũng tìm thấy thang cuốn, dứt khoát leo thẳng lên trên. Anh chính là Diệp Vô Phong sao? Người đồng đội của phi công dùng tất cả sức lực của mình lớn tiếng hô lên. Phải, còn đây là thiết bị kích nổ. Phải dùng vận tốc nhanh nhất, tời xa chỗ này, bay vào giữa lòng biển. Nhanh, Diệp Vô Phong hét to lên. Gió, anh mau vào đây. Anh giúp tôi một tay. Diệp Vô Phong soạt một cái, nhảy thẳng vào khoang máy bay, sầm. Khoang máy bay đóng lại, Phi công lập tức cất cánh lên cao. "Nhanh, dùng vận tốc nhanh nhất rời khỏi đây, sau đó tôi sẽ vứt thứ này xuống biển, hiểu không?" Diệp Vô Phong nói lớn. "Được, anh yên tâm, bây giờ đang tăng tốc rồi." Phi công bình tĩnh nói. "Trong tay anh đang cầm cái gì vậy?" Diệp Vô Phong nói, "Là một thiết bị chuyên dùng để kích nổ." Phi công bị dọa sợ, kích nổ, còn bao lâu nữa thì phát nổ? Chương 344, quá nguy hiểm vẫn còn 23 phút nữa. Nhanh, Diệp vô phong hét lớn. Đừng hỏi tới mấy vấn đề vô dụng này làm gì, tập trung tăng tốc. Rõ, phi công tăng tốc độ của trực thăng lên mức nhanh nhất, Diệp vô phong lo lắng nhìn con số đếm ngược trên màn hình tinh thể lỏng cơ mặt không ngừng co giật. Đâu mới là khoảng cách an toàn, liệu có thể khiến thiết bị kích nổ không dây này mất tín hiệu với phía bên công trường không? Diệp vô phong vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không thể đưa ra kết luận chính xác, chỉ có thể làm theo những gì trái tim mách bảo. Báo cáo với sĩ quan Du, tìm thấy một thiết bị kích nổ. Xin chỉ thị, cuối cùng, phía đặc cảnh cũng truyền tới tin tốt. Du Kinh Hồng vẫn luôn theo dõi bộ đàm để có thể báo với mọi người làm thế nào để giải quyết, vì vậy, cô ấy hét lên, báo cáo vị trí của mọi người ngay, trực thăng sẽ đến ngay. Nhanh lên, phải hợp tác thật tốt, cố gắng tránh xa nơi này, ném nó xuống biển, hiểu chưa? Gió, đừng lo, sĩ quan Du, trực thăng số 2 đã ở trên khu vực có thiết bị kích nổ và sẽ hạ thấp xuống ngay. Phát hiện một thiết bị kích nổ, xin trợ giúp từ phía cảnh sát. Tôi là Đường Trạm, nhanh lên. Đường Trạm cũng hốt được một cái bộ đàm của cảnh sát, lần này kích động hô lớn, còn có hơn 20 phút thôi. Nhanh lên. Trong lòng Du Kinh Hồng cũng cực kỳ vui mừng, Đường Trạm, tôi là Du Kinh Hồng, trực thăng đã bay về hướng các anh rồi, xin hãy phối hợp thật tốt với bọn họ. Đường Trảm hô lớn, biết rồi, mau phái trực thăng tới đây đi, bớt lắm lời. Trong tay đang ôm một ngồi nổ đủ để nổ bay một tòa nhà, Đường Trảm không sốt ruột mới là lạ đó. Trong vòng 5 phút, hai chiếc trực thăng một cái trước một cái sau cất cánh, bay về phía biển lớn. Tiếp tục tìm thiết bị kích nổ, phải tìm thật nghiêm túc vào. Du Kinh Hồng lo lắng, nếu không thể tìm ra một thiết bị kích nổ duy nhất thôi, hậu quả đúng là khó lường. Báo cáo sĩ quan Du chúng tôi là đội đặc cảnh thông tin và tín hiệu, chúng tôi đã lắp đặt xong thiết bị làm nhiễu tín hiệu, đang tìm những tín hiệu đáng nghi, xin chỉ thị. Tốt quá rồi, một khi mọi người tìm thấy tín hiệu khả nghi, lập tức nghĩ cách chặn nó lại. Không được bỏ qua bất cứ tín hiệu đáng nghi nào, còn nữa, nhất định phải tìm ra nguồn của tín hiệu đáng ngờ, nhất định phải tìm ra, đã hiểu chưa? Đội đặc cảnh thông tin và tín hiệu đã rõ, đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo cáo sĩ quan du đã phát hiện ra một quả bom chứa anten xin chỉ thị tốt lắm nghĩ cách tháo bỏ gió báo cáo sĩ quan du đã phát hiện ra một quả bom chứa anten xin chỉ thị lập tức phá bỏ kim chỉ điểm không giờ càng lúc càng gần không khí ở tân cảng như đặc quánh lại vẫn còn 10 phút du kinh hồng lo lắng không thôi chỉ cần để sót lại một ngòi nổ thôi hậu quả chính là cả một tân cảng này sẽ biến thành biển lửa cô thực sự không dám tưởng tượng, nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, đất nước sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất. Một du kinh hồng trải qua bao cuộc chiến đẫm máu, nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới sự an toàn của bản thân. Tiếp đó, những ngòi nổ lần lượt bị phát hiện đều là những quả bom có anten, đồng nghĩa với việc những thứ này không phải ngòi nổ chính, khiến du kinh hồng có chút an tâm. Nhưng cô lại lo lắng gấp trăm lần, cái tên Diệp vô phong đáng chết này, sao anh có thể chạy theo trực thăng ra biển cơ chứ? Vô Hình Chung, dù Kinh Hồng đã thừa nhận khả năng phán đoán nhạy bén của Diệp Vô Phong trên chiến trường rồi, bởi vậy, trong lòng âm thầm biến anh thành một nơi để nghỉ lại. "Sĩ Quan Du, tình hình thế nào rồi?" Bí thư Kỳ và những quan chức trong thành phố cùng nhau tới hỏi. "Bí thư Kỳ, xin mọi người lập tức sơ tán rời khỏi đây. Có tôi và người của đội cảnh sát ở lại đây là đủ rồi. Xin ông hãy theo dòng người sơ tán này, lập tức rời khỏi Tân Cảng." Du Kinh Hồng vừa nhìn thấy ông ta bèn phun ra một tràng. Bí thư kỳ cười nhẹ lắc đầu, sĩ quan Du, cô là đặc cảnh tinh anh của quốc gia, là một chiến sĩ thực thụ, nhưng kỳ anh kia tôi đây cũng là vệ sĩ của nước nhà. Cũng là một người chiến sĩ, trước khi nguy hiểm chưa được diệt trừ, kỳ anh kia tôi sao có thể theo đám đông đi sơ tán được chứ? Nếu thực sự làm như vậy, trong tương lai tôi phải đối diện với đất nước của mình thế nào đây? Phải đối diện với lãnh đạo đã dạy dỗ ra tôi bằng cách nào? Báo cáo sĩ Quan Du, vừa mới phát hiện ra một quả bom có ăng-ten nữa, vẫn đang trong quá trình phá. Rất tốt, tiếp tục tìm kiếm." Du Kinh Hồng ra lệnh qua bộ đàm. Sau đó cô ta tắt bộ đàm đi, nghiêm túc nói, "Bí thư Kỳ, trạm chỉ huy của chúng ta cách tân cảng quá gần, còn chưa tới 5 km. Một khi xảy ra vụ nổ lớn, xung qua đây còn có một ngọn núi nhỏ, rất khó đảm bảo an toàn cho trạm chỉ huy. Cho nên, Bí thư Kỳ, ông bắt buộc phải đi sơ tán." đây là mệnh lệnh tôi không cần phải đi sơ tán kỳ anh kiệt tôi phải cùng sống cùng chết với các chiến sĩ tôi không thể bỏ rơi bất kỳ một chiến sĩ nào đang đối đầu với nguy hiểm được bí thư kỳ lớn tiếng hô người đâu trói kỳ anh kiệt lại cho tôi đem lên xe lập tức rời đi du kinh hồng nhìn về phía hai viên cảnh sát còn trẻ ở bên cạnh nhấn mạnh nói đây là mệnh lệnh rõ hai người cảnh sát kia không do dự nói một trái một phải khống chế bí thư kỳ lôi ông ta đi về phía một chiếc xe cảnh sát. "Buông tôi ra." Bí thư kỳ vùng vẫy. Du Kinh Hồng giận dữ nói, "Đây là mệnh lệnh, ông bắt buộc phải phục tùng. Ở đây, tôi là người có quân hàm cao nhất, là chỉ huy tối cao." Sau đó, Du Kinh Hồng nhìn về phía những quan chức chính phủ cấp cao khác, mấy người cũng lập tức đi sơ tán cho tôi, không nói nhiều, đi. Mấy quan chức cấp cao này đồng thời nhìn nhau, rồi lại nhìn đồng hồ, thời gian kim chỉ không giờ chỉ còn 7 phút đi thôi, các vị, ông già họ là tôi còn dám không đi sơ tán, nói không chừng du kinh Hồng lại lấy súng xử bắn tôi mất. Mấy người có ở lại đây cũng không làm được gì, vẫn là nên đi đi. Vẫn là gừng càng già càng cay, cục trưởng la ấy vậy mà chỉ dùng một câu nói đùa đã khuyên được hết những quan chức kia rời đi. Du Kinh Hồng mở bộ đàm lên nói lớn, tất cả các tiểu đội báo cáo lại, chỗ mọi người có còn người dân nào nữa không? Đội đường chẳng có người báo cáo lại, báo cáo sĩ quan Du, tôi là tiểu yêu, chỗ này không còn người dân nào nữa cả. Tốt lắm, giọng điệu du kinh hồng cực kỳ nghiêm túc. Còn phía bên cửa ngỏ thì sao, có còn người dân hay công nhân nào không? Đại đội trưởng đội phòng chống bạo động Dương Phong lớn tiếng trả lời, báo cáo sĩ quan du, tôi là Dương Phong, trước mắt tất cả đội viên trong đội tôi chưa gặp được người dân hay công nhân nào, chắc là đã sơ tán toàn bộ rồi. Sau đó, Du Kinh Hồng suốt ruột gọi cho Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm, tất cả công nhân ở công trường của cô đều được sơ tán hết rồi mà phải không lâm thư âm nói trước mắt là vậy tất cả đều đã được sơ tán không còn lại bất cứ ai tốt lắm du kinh hồng quốc máy nói với cục trưởng la cục trưởng la thời gian kiểm tra chúng tôi tới rồi tôi xin ông đưa những nhân viên bên mình của ông dùng vận tốc nhanh nhất nhanh chóng đi sơ tán đi gì cơ cục trưởng la làm bộ giống như chưa nghe rõ vậy đội trưởng quách có phải tôi nghe nhầm rồi không Quách vạn phúc cười khổ, cục trưởng la, ông không nghe nhầm đâu, sĩ quan du ra lệnh cho ông đi sơ tán. Cục trưởng la lật bàn tay lại, nhìn đồng hồ, chẳng phải chỉ còn dư lại có 2 phút thôi sao? Cho dù tôi có đi sơ tán, cũng không kịp nữa rồi. Sĩ quan du này, chúng ta cùng nhau đối mặt với nguy hiểm này đi. Ánh mắt du kinh hồng quét qua công trường, khu dân cư, cuối cùng rơi xuống cửa ngõ, lên tiếng cục trưởng la, thứ nguy hiểm chúng ta đang đối mặt đến từ một tên liều mạng ngoại quốc nhiệm vụ của bọn chúng là phá hủy tân cảng của chúng ta, nơi này quá nguy hiểm. chương 345, phải mà cũng không phải. Cục trưởng La lắc đầu cười chân thành, sĩ quan du, cô tiếp tục chỉ huy chiến trường đi, an nguy của một ông già như tôi, không cần thiết phải ảnh hưởng tới công việc chỉ huy của cô. Vẫn còn một phút, toàn bộ thành viên tham gia vào đội tìm kiếm, lập tức rời khỏi trận địa. Nhanh, đây là mệnh lệnh, du kinh hồng hô lớn vào bộ đàm. Gió, các chiến sĩ đều biết những vụ tìm kiếm rất nguy hiểm, thậm chí còn biết rất rõ, cho dù bọn họ có rời khỏi khu vực tìm kiếm thì cũng ít có nguy cơ bị nổ cho banh xác. Nhưng bọn họ là những chiến sĩ của đất nước, là thần hộ mệnh của quốc gia. Và họ không có quyền được đi sơ tán sớm, bọn họ chỉ có thể giao an toàn lại cho người dân. Đây là lời thề của bọn họ, cũng là trách nhiệm của bản họ. Nếu như những binh sĩ chịu trách nhiệm tìm kiếm toàn bộ đều bị tiêu diệt, chắc chắn Du Kinh Hồng cũng sẽ chết theo. Vù, ba chiếc trực thăng trên bầu trời của biển xanh bay về hướng tân cảng với tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp vô phong, đã xử lý gọn đống ngòi kích nổ kia chưa? Du Kinh Hồng thông qua bộ đàm nói chuyện với Diệp vô phong. Sĩ quan Du yên tâm, đều đã vứt hết xuống biển rồi. Diệp vô phong lớn tiếng trả lời. Du Kinh Hồng nói, trực thăng các người, có thể bay xa khỏi tân cảng một chút, ở đây rất có khả năng vẫn còn ngồi nổ. Diệp vô phong nói, tôi vẫn còn anh em ở đó, tôi nhất định phải quay lại. Phi công kia cũng nói vọng vào, đúng vậy, đồng đội của tôi vẫn còn ở đó, chúng tôi nhất định phải quay lại, cùng những đồng đội sát cánh bên nhau. Tôi nhất định phải quay lại. Chết, bọn họ hoàn toàn không sợ, tình nguyện cùng nhau nằm xuống. Kim đồng hồ, tích tắc tích tắc, điểm không giờ. Ba chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống vị trí ban đầu của nó. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ cánh an toàn. Diệp vô phong, đường chảm, còn có vài cảnh sát đặc cảnh, dẫn đầu từ mỗi chiếc trực thăng đi ra. Trái tim của Du Kinh Hồng, vào những giây phút cuối cùng, gần như ngừng một nhịp. Cô ta ngẩn ngơ một lúc, ớ, tình huống gì thế này, vẫn không phát nổ sao. Thành công rồi, cục trưởng la hét lớn. Du Kinh Hồng lập tức lấy lại bình tĩnh, trước mắt đừng vội ăn mừng sớm, tiếp tục tìm kiếm, không được bỏ qua bất cứ một vị trí đáng nghi nào. Gió, tất cả chiến sĩ đồng thanh đáp, rồi quay lại chiến trường đã được phân công của bọn họ. Sự uy hiếp của cái chết thì tính là gì chứ? Bọn họ vốn là những chiến sĩ luôn sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Lại trôi qua thêm 10 phút đồng hồ, bỗng nhiên, từ phía biển khơi xa, phát ra âm thanh nước biển trào dâng, nhờ vào bánh xe lớn ở cửa ngõ, nên mới cảm nhận được một trận rung động cực kỳ lớn. Rất rõ ràng, đó chính là ba ngòi nổ đám người Diệp vô phong vừa mới vứt đi, ở dưới đáy biển sâu sinh ra năng lượng kia. Chỗ năng lượng đó lại lớn như vậy. Thực ra, Diệp Vô Phong và Đường Trảm vẫn luôn rất căng thẳng, bởi vì bọn họ biết rõ, thời gian hẹn giờ của ba quả bom kia là 0 giờ 10 phút. Mãi tới khi đồng hồ chỉ 0 giờ 10 phút, trôi qua thêm vài giây nữa, Diệp Vô Phong và Đường Trảm mới nhìn nhau, tới đây mới thực sự yên tâm, thở dài một hơi, thắng rồi. Thời gian chạm ngõ không giờ, Oantanabe thấy đám người kia đều căng thẳng như vậy, còn có chút xíu cợt, nhưng trong lòng gã ta âm thầm đếm ngược thời gian, dần dần 10 phút trôi qua, nhưng lại không phát nổ, hắn mới bắt đầu cảm thấy hoang mang, chuyện gì vậy? Lẽ nào bọn họ đã xử lý được hết tất cả ngòi kích nổ rồi sao? Sao có thể như thế được? Thời gian trôi qua thêm vài phút, lại tìm được một vài quả bom có anten, nhưng toàn bộ tân cảng đều chìm trong im lặng, ai cũng có thể thấy được, xe cảnh sát không còn được tốt như bình thường nữa. 0 giờ 30 phút, du kinh hồng nhìn về phía diệp vô phong hai cặp mắt nhìn nhau diệp vô phong nói có thể kết thúc rồi du kinh hồng gật đầu được sau đó cô ta đưa ra mệnh lệnh kết thúc hành động nhưng lại không có lệnh đưa người dân trở lại mà vẫn tiếp tục dựa vào cảnh sát tích cực triển khai tìm kiếm hy vọng có thể tìm ra tất cả chất nổ còn sót lại để tránh sau này lại xảy ra chuyện gì tình hình như thế cứ tiếp tục kéo dài thêm hai ngày tới buổi trưa ngày thứ hai đích thân cục trưởng la công bố lệnh kết thúc hành động. Những người dân đi sơ tán có thể về nhà được rồi. Một số người dân không hiểu rõ sự tình còn giận dữ mắng mỏ, cảm thấy cảnh sát chỉ được cái chuyện bé sẽ ra to, bắt bọn họ phải rời khỏi nhà, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và vui chơi của họ. 3 giờ chiều ngày thứ hai, phòng làm việc của Cục trưởng Bộ Công an thành phố Hoa Hải, Cục trưởng La đứng dậy, kính lễ với Du Kinh Hồng, sĩ quan Du, cảm ơn cô và những đồng đội của cô, tiêu diệt được những phần tử kiểu này, nếu không hoa hải đã xảy ra chuyện lớn rồi, thực sự rất cảm ơn cô. Du Kinh Hồng lắc đầu, bọn họ không phải đồng đội của tôi. Hả, trước đây cô cứu Diệp vô phong ra ngoài, không phải vì cậu ấy là đồng đội của cô sao? Cục trưởng la có chút ngạc nhiên. Du Kinh Hồng lắc đầu, không phải, có điều, ông cũng có thể nói như thế. Dù sao, tối hôm qua, chúng tôi cũng kể vai sát cánh. Cục trưởng la cười khổ, sĩ quan du, chắc cô đang nói đùa chứ gì. Nếu cậu Diệp vô phong này không phải đồng đội của cô, mắc gì cô phải giải oan cho cậu ta chứ? Phải biết rằng, kia là giết bảy tám mạng người ấy chứ. Nếu cậu ấy không phải đồng đội của cô, cô có tin tôi lại bắt cậu lại để xử tội lần nữa không? Du Kinh Hồng cười nhạt, đúng là cậu ta đã giết mấy mạng người, nhưng mấy người kia đều là cặn bã. Nhưng tối hôm qua, cậu ta đã cứu được hơn 10.000 người dân, mà những người đó đều là những công dân tốt của thành phố Hoa Hải. Ông thấy có phải cậu ta đã lấy công bù thừa cho tội rồi không? Cục trưởng La cười nói, nếu Sĩ quan Du đã nói như vậy, đương nhiên tôi cũng cho là như vậy, tôi nghĩ, kể cả bí thư kỳ cũng cho là như vậy. Buổi tối, Du Kinh Hồng đặc biệt hẹn Lãnh Thiệu Dương tới, cùng với đám người Diệp Vô Phong, đường trạm dùng một bữa cơm, trước khi tới đây, Du Kinh Hồng đã giới thiệu Diệp Vô Phong và đồng đội trong trận chiến cứu lấy tân cảng với Lãnh Thiệu Dương cần phải cho đám người đường trả một thân phận mới, có thể xem như lính xuất ngũ của thành phố Hoa Hải, chỉ cần cấp một tấm thẻ của lính xuất ngũ là được. Ban đầu tất nhiên lãnh thiệu dương không đồng ý, sau đó Du Kinh Hồng mới tiết lộ thông tin tuyệt mật ra, đó là Diệp Vô Phong là tư lệnh Long Môn, còn đường trảm là thần lực vương của Long Môn. Lãnh thiệu dương kinh ngạc, cũng trong khoảnh khắc đó mà anh ta hiểu tại sao Du Kinh Hồng dưới tình huống Diệp Vô Phong giết mấy mạng người như vậy, lại dám chấp nhận rủi ro lớn nhất, kiên quyết giúp Diệp vô phong được vô tội. Lãnh thiệu dương còn đặc biệt tới cho cục trưởng la lấy thêm thông tin về tình hình trận chiến tối qua, đến lúc này mới biết được, tối hôm qua Du Kinh Hồng đã xử lý một hành động lớn như vậy. Lãnh thiệu dương bất đắc dĩ, sĩ, sĩ quan Du, cô cảm thấy bộ đội của tôi đều là quả trứng nát sao. Tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng không buồn thông báo cho tôi một tiếng. Không thèm dùng tới đội đặc công của chúng tôi sao? Su Kinh Hồng nói, tư lệnh lãnh, tối qua người của Diệp vô phong không có ai bị thương cả. Nếu hôm qua điều động lính của anh, tôi sợ bọn họ còn trẻ quá, sẽ xảy ra thương vong. Trong mắt lãnh thiệu dương hừng hực bốc hỏa, nói thẳng ra là cô vẫn không để tâm tới đội viên đội đặc cảnh trực thuộc khu vực Hoa Hải chứ gì. Cô cho rằng toàn bộ bộ đội đặc chủng ở Trung Quốc này, chỉ có đội Hồng Thuẫn mấy người giỏi sao. Su Kinh Hồng nói, tuy rằng Hồng Thuẫn giỏi, nhưng vẫn không thể giỏi bằng Long Môn được. Audio điện tử võ tấn bền chương 346, trẻ vậy sao? Lãnh thiệu dương không phục nói, vậy tôi thực sự cần làm quen lại với vị tư lệnh long môn này chút rồi. Du Kinh Hồng nói, đối với thân phận của Diệp Vô Phong, phải giữ tuyệt mật. Hiểu rồi, lãnh thiệu dương gật đầu. Diệp Vô Phong dẫn theo đám người đường chảm, tổng cộng có 8 người tới trước bàn lớn bên này. Du Kinh Hồng đứng dậy liên tục giới thiệu, vị này là tư lệnh quân khu Hoa Hải, lãnh thiệu dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn diệp vô phong đưa tay ra lãnh thiệu dương diệp vô phong cũng đưa tay ra bắt lấy tay của anh ta diệp vô phong cứ như thế hai bên tự mình giới thiệu tuy rằng đơn giản nhưng có thể nhận thấy được sự tự tin cực lớn của hai bên lãnh thiệu dương rất tự nhiên ngồi ở ghế chủ trì lúc anh ta để du kinh hồng ngồi ở ghế khách danh dự cô ta kiên quyết từ chối không ngồi để diệp vô phong ngồi vào ghế khách danh dự cô ngồi xuống ghế của người phó chủ trì Đường chảm cao to ngồi xuống bên cạnh Diệp vô phong, một cặp mắt hổ nhìn chầm chầm đại ca, nhanh như chớp chuyển động, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Sáu người anh em của họ cũng rất yên lặng, ngồi ngay ngắn, trong mắt cũng di chuyển rất linh hoạt. Ha ha, lãnh thiệu dương biết thân phản của bọn họ, không nhịn được cười lớn. Các vị đây đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, bây giờ lại về dưới trướng của lãnh thiệu dương tôi, trở thành lính dưới quyền tôi, mọi người sẽ không cảm thấy đây là một sự sỉ nhục với thân phận của mọi người chứ hả? Lãnh thiệu dương cũng là người ta ngốp tham gia vào những chiến trường thực sự, hơn nữa cũng thực sự dùng thực lực leo lên từ vị trí đặc vụ bí mật lên sĩ quan cấp cao, bởi vậy, đối với những người có khả năng đánh đấm thế này, cũng tự sẽ sinh ra thêm vài phần cảm giác yêu thích. Đặc biệt là khi nhìn thấy cơ thể rắn giỏi của đường chảm, lại càng thêm thích hơn. Vị này là, lãnh thiệu dương biết rõ thân phận của đường chảm, cố ý hỏi. Đường trảm, câu trả lời này giống y hệt với Diệp Vô Phong, một nửa chữ dư thừa ra cũng không có. Đường trảm dùng con người to bự nhìn lãnh thiệu dương, mắc gì tôi phải xuất ngũ từ chỗ anh chứ. Lãnh thiệu dương cười ha ha, chuyện này kể ra thì dài lắm. Có điều, mọi người không phải chịu thiệt là được rồi chứ. Có khi còn có trợ cấp cho lính suốt ngũ, mỗi tháng đều cấp tiền tới cho mọi người đó. Ồ, đường trảm hớn hở ra mặt. Mỗi tháng được bao nhiêu tiền cơ? Lãnh thiệu dương do dự nói, hừm, cái này tôi cũng không rõ lắm. Chắc khoảng 6-7 triệu gì đấy. 6-7 triệu hả, ánh sáng lấp lánh trong mắt đường chảm dần dần tắt ngúm, cả người đều ủ rũ. Sáu người anh em của họ cũng có phản ứng không khác là bao. Đường chảm mỗi lần tra đại ít dầu cho xe của anh ta thôi, cũng đủ hết 6 triệu rồi. Cả tháng trời mới có chút xíu tiền đó, tất nhiên anh ta không quan tâm tới rồi. Diệp vô phong liếc anh ta một cái, còn không cảm ơn tư lệnh lãnh đi. Bảy người đường chảm cùng nhau đứng dậy, thằng này đè đầu thằng kia nói cảm ơn tư lệnh lãnh. Ha ha, lời cảm ơn của mấy người cũng thiếu chân thành quá rồi đó. Lãnh thiệu dương cười lớn. Tiểu yêu lấm la lấm lét nói, thực ra, mỗi tháng mà chỉ có 6 triệu cũng không phải ít. Mỗi năm không phải sẽ được 6 7 chục triệu sao, khẳng định đã đủ cho anh hút điếu xì gà rồi đó đừng có không biết đủ như thế nhá. Phụt, lãnh thiệu dương vừa mới uống một ngụm trà, xoay đầu đi phun ra, gì cơ. Sáu bảy chục triệu chỉ đủ cho cậu ta hút điếu xì gà thôi sao? Cái tên này xài tiền phí quá đi ấy. Tiểu yêu thấy lãnh thiệu dương phản ứng như vậy, hình như muốn kích động thêm anh ta, lấy một gói xì gà ra, phía trên ghi chi chít tiếng Anh, bóp một cái mở ra, lấy ra một điếu, đưa cho lãnh thiệu dương, tư lệnh lãnh, làm điếu. Lãnh thiệu dương cầm lấy, cẩn thận quan sát một chút, thấy tiểu yêu lại qua đánh lửa cho đường chảm, lãnh thiệu dương nói, loại xì gà này, ở nước em mờ, bao nhiêu tiền một bao. Tiểu yêu nhếch mép, ngậm một điếu lên, lấy bật lửa ra, hừm, tư lệnh lãnh, loại này hơi rẻ, chỉ có một ngàn hai đô la Mỹ một hộp thôi, được 10 điếu. Anh ta nhìn đường chảm, loại đại ca nhà chúng tôi hút tốt hơn loại chúng tôi đang hút nhiều, hơn hai ngàn đô la Mỹ, cũng 10 điếu. Lãnh thiệu dương kinh ngạc tới mức ngơ ngác, có xa xỉ quá không vậy? Cái loại rẻ tiền này, lấy đại một điếu ra là mất cả trăm đô la Mỹ, cũng có giá vài triệu đồng rồi còn gì? Này là đốt tiền chứ gì nữa? Mặc dù tiền lương của lãnh thiệu dương đủ cao, nhưng tổng cộng số tiền đến tay cũng chỉ có khoảng hơn chục triệu, thế này thì chỉ cần hút vài hộp xì gà là hết rồi còn đâu. Lãnh thiệu dương nhìn điếu xì gà trong tay, thở dài, xem ra, nếu tôi muốn hút điếu xì gà này, chỉ có thể tham ô hối lộ thôi nhỉ. Đường chảm cũng hết sức ngạc nhiên nói, gì chứ, tư lệnh lãnh, đừng nói anh cũng chỉ có chút lương này thôi nha. Vậy cũng chẳng sao, nếu sau này anh muốn hút xì gà, tôi bao anh. Lãnh thiệu dương lại càng thở dài thêm, hai nếu tôi để anh bao tôi, thì cũng vẫn là ăn hối lộ còn gì. Anh ta châm níu xì gà trong tay lên, thưởng thức giít một hơi, ừm. Đúng là mùi vị truyền thống của Nam Mỹ, ngon. Đường chảm tò mò nói, chào ôi. TW lệnh lãnh cũng hiểu về mấy thứ xì gà này ư. Lãnh thiệu dương cười nhà một ngụm khói, tất nhiên rồi, trước đây lúc còn chiến đấu trên chiến trường châu Mỹ, tôi thực sự đã từng hút qua loại xì gà này. Xu Kinh Hồng có chút mất kiên nhẫn, thân là một chiến binh đặc trùng, hút xì gà cái gì chứ. Đường chảm, tôi thấy đây là khuyết điểm lớn nhất của anh đó. Đường chảm cười ha ha, thực ra tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm, nếu cô còn ở với tôi dài dài cô sẽ còn tìm ra ít nhất 100 cái nữa. Du Kinh Hồng liếc anh ta một cái, bắt đầu ăn cơm đi. Đường chảm ở trước mặt cô ta thì không có chút câu nệ nào hết, kể cả đối với lãnh thiệu dương, đường chảm cũng không có chút tôn trọng quá mức nào, chỉ xem như đôi bên bình đẳng giao dịch mà thôi. Nhưng đường chảm đối với Diệp Vô Phong lại là sự tôn trọng từ tận đáy lòng, những việc Diệp Vô Phong không cho phép anh ta làm, anh ta tuyệt đối không có gan làm. Lãnh thiệu dương nhìn ra được điểm này, đối với một diệp vô phong trẻ tuổi như vậy lại thêm phần tôn trọng nhưng cũng có nghi ngờ rốt cuộc anh ta làm thế nào được nhỉ một con ngựa hoang như đường chảm cũng có thể thu phục được quan trọng hơn là diệp vô phong mới trẻ mang thế này cơ mà anh diệp nào tôi kính anh ba ly lãnh thiệu dương nâng ly rượu lên mấy người phía bên đường chảm đã nhịn không nổi mà cổ họng khô khốc tiếp tục rót rượu diệp vô phong liếc đường chảm một cái dọa cho đường chảm sợ toát mồ hôi hột sau đó diệp vô phong mới nâng ly rượu lên tư lệnh lãnh ngại quá mấy người anh em này của tôi không được lễ phép lắm mong lượng thứ lãnh thiệu dương nở nụ cười lắc đầu anh hùng vĩ đại nhất là người có thể giữ được bản ngã của mình người anh em đường trảm này có thể giữ được bản ngã của mình không hề kiêu căng cũng xem như khó gặp được đường trảm cười lên tư lệnh lãnh lời này của anh tôi thích nào tôi kính anh ba ly nâng ly rượu lên nhấp về phía lãnh thiệu dương sau đó nâng lên uống cạn. Lãnh thiệu dương cười nói, tử lượng tốt, đường chảm, tử lượng của tôi bình thường, nên tôi chỉ uống nửa ly thôi. Đường chảm vung tay, tư lệnh lãnh, tùy anh thôi. Sau khi bữa cơm kết thúc, lãnh thiệu dương có cảm tình với đám người diệp vô phong hẳn, vốn anh ta có ý muốn thu đường chảm về dưới chướng mình, nhưng sau khi ăn xong bữa cơm này, anh ta bèn không dám nghĩ tới vấn đề này nữa. Bởi vì những đĩ ngộ long môn cho đường chảm, anh ta thực sự chơi không lại. Ngày thứ hai, đám người đường chẳng có thân phận mới, là thân phận lính xuất ngũ từ quân khu Hoa Hải. Người nào người nấy đều có giấy chứng nhận xuất ngũ, tự nhiên cũng xem như có chứng minh nhân dân, trở thành công nhân chính thức của Trung Quốc. Ha ha, đường chẳng tự nhìn tấm ảnh trên giấy chứng nhận xuất ngũ của mình. Sửa tôi trông trẻ thế này cơ, ừm, đây cũng xem như một mánh làm ăn. chương 347, không có mắt. Diệp vô phong cười nói, đây là một nhân viên quân đội đặc biệt sửa cho cậu đấy, thế nào, đẹp vãi đái chứ gì. Đường chảm gật đầu, đẹp lắm, sau này em có thân phận hợp pháp để được ở lại trong nước rồi. Đại ca, bọn em nghĩ ngơi mấy ngày trước đã, anh cho bọn em nghĩ phép nhá. Diệp vô phong gật đầu, ừm, um, mấy cậu đi chơi đi, bên này tôi còn bận chút việc. Đường chảm thì thầm, đại ca, hay để em gọi cho cô y vạn nhá. Bảo cô ấy tới tìm anh. Cái thằng này, bớt gây thêm phiền phức cho anh mày. Diệp vô phong làm dáng chuẩn bị đánh. Đường chảm lập tức chuồn mất, mang theo 6 người anh em chạy đi vui chơi giải trí. Watanabe Onio vẫn phải giao cho quân đội xử lý. Lãnh thiệu dương đối với cao thủ đặc chiến của Nhật Bản này đương nhiên cũng cực kỳ chịu khó chăm sóc, thực hiện các loại hình thức tra tấn, khiến cho Watanabe nửa sống nửa chết. Cuối cùng thấy tên này thực sự là cứng đầu cứng cổ, căn bản không khai được tin tức gì có thể dùng được cả, lãnh thiệu dương sau khi đánh cho gã ta tàn tật xong thì buông bỏ, tiến gã về Bắc Kinh, giao cho cấp trên. Ba người phụ nữ Lâm Thư Âm và Tiêu Sắc, Bạch Nhạn Phi, đoàn kết cùng nhau làm việc, chỉnh sửa lại công trình ở cảng, triển khai kế hoạch mang theo khí thế ngất trời, tiến độ công trình hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Diệp vô phong quan sát mấy ngày, phát hiện ra mộ dung hào giang đúng là cực kỳ thành thật, không dám có bất kỳ hành động gì lạ nữa, cũng cảm thấy như ông ta từ bỏ thật rồi vừa mới buông lỏng chưa tới ba ngày, buổi trưa hôm nay, lại nhận được một tin nhắn của Du Kinh Hồng, Diệp Vô Phong, phía bên Âu Dương lôi ở tỉnh Liêu Đông, lũng loạn thị trường, làm xăng làm bậy, đã tới mức không thể xử lý được nữa rồi. Hôm trước còn cổ động một số nông dân không biết gì, bao vây tấn công chính quyền của thành phố Phụng Thiên, tạo ra ảnh hưởng rất xấu, cho nên tôi hy vọng anh có thể tới Liêu Đông trước, chấn ấp Âu Dương lôi. Diệp vô phong trả lời lại, cô đang lo Âu Dương lôi làm loạn, hay là lo lắng cho bức họa nổi tiếng, mã đáo thành công kia thế. Du Kinh Hồng, không cần biết thế nào, trong vòng 3 ngày anh bắt buộc phải có mặt ở Phụng Thiên, nhanh chóng lật đổ Âu Dương Lôi, lấy lại bức tranh kia, tôi đợi không nổi nữa rồi. Diệp Vô Phong đồng ý, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Thư Âm, gần đây anh có nhiệm vụ mới, phải tới Liêu Đông, phía bên công trường của em thế nào rồi? Lâm Thư Âm kinh ngạc nói, gì cơ? Anh lại sắp phải đi tỉnh Liêu Đông hả? Đi tới đó làm gì chứ? Công việc của em giờ bận không dứt ra được luôn nè. Diệp Vô Phong cười khổ, tới đó có việc rất lớn cần phải làm, nếu em không dứt ra được vậy cứ bận biểu thêm một khoảng thời gian nữa thôi, nếu nhớ anh quá thì ngồi tàu điện tới Phụng Thiên. Em còn lâu mới nhớ anh." Lâm Thư Âm kiêu ngạo nói. "Đúng rồi, ở Liêu Đông nhiệt độ thấp, nhất định sẽ rất lạnh, anh nhớ mang theo nhiều quần áo vào đó." "Vâng, bà xã đại nhân." Trong lòng Diệp Vô Phong trở nên ấm áp mặc dù chỉ là một câu quan tâm thôi, nhưng do chính Lâm Thư Âm nói ra, anh bèn cảm thấy rất thoải mái. Vậy anh định khi nào thì đi, không ấy để em về giúp anh xếp quần áo nhé. Nhưng phía bên Lâm Thư Âm lại rất ư bận bịu ban nãy mới có người tới tìm cô ký hồ sơ. Diệp Vô Phong nói, anh chuẩn bị đi bây giờ đây, em nói với tiêu sắc, bạch nhạn phi chút đi. Đi nhanh vậy á, à? ớ, ờ, cúp rồi, điện thoại của Lâm Thư Âm đã tắt rồi, bèn tiếp tục bận bịu với công việc của mình. Một tiếng sau, Diệp Vô Phong đã ngồi trên tàu điện siêu tốc, đi thẳng về trạm Phụng Thiên. Nhiệt độ ở Phụng Thiên thực sự rất thấp, buổi tối còn có thể hạ xuống âm mười mấy độ, rất ít người ra khỏi nhà lúc này. Lúc Diệp Vô Phong vừa mới tới, đã là hơn 7 giờ tối rồi, vừa xuống khỏi xe lửa đã cảm thấy cái lạnh thấu xương luôn. Đặc biệt là khi gió đông ở đây thôi qua, thực sự là lạnh thấu tim gan, hít vào cả ngụm khí lạnh vào tận phổi mặc dù Diệp Vô Phong đã mặc áo lông và quần bông rồi, nhưng vẫn lạnh tới mức răng run cầm cập. Trời ơi người anh em, anh đây đến từ miền Nam chứ gì? Anh đây muốn đi đâu đây? Anh xem đến bà còn bị đông cứng đây này, ngày đông chí mà, không thu được đồng nào hết trơn. Tài xe taxi người Đông Bắc, tính cách nhiệt tình, miệng lưới cũng nhanh nhẹn, hơn nữa giọng điệu mang theo khẩu âm địa phương Đông Bắc nghe rất là lò tai. Diệp vô phong đi theo, nói, ha thôi đừng nhắc tới nữa, nhanh chút, tìm giúp tôi một khách sạn đi, thứ tôi cần bây giờ là một cái lò sưởi. ôi chào người anh em, nghe khẩu âm này, cậu cũng là người quê ở đông bắc hả? ha thôi không cần nói nữa, tiền xe không tính luôn. tôi đưa cậu đi tìm khách sạn quốc quyền gần đây nhất, rồi tìm cho cậu một cô tới sưởi ấm nhá. khổ khổ, người ta vẫn còn là sử nam đấy, đại ca, anh đừng có sát muối lên nỗi đau này nữa. diệp vô phong lấy lệ nói. aya cha 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 người tài xế này cứ như gặp phải yêu quái vậy liên tục cảm thán liếc qua diệp vô phong mấy cái sau đó thấp giọng nói người anh em cậu bao nhiêu tuổi rồi chắc cũng phải hai mấy rồi chứ hả thế nào mà vẫn chưa khai trinh vậy sao sao chắc không phải cơ thể có vấn đề gì đâu chứ hả cậu yên tâm có anh bao của cậu đây rồi tôi đưa cậu đi tìm một cái phòng khám nam khoa ngay <laughs> ha ha diệp vô phong cười lớn được rồi đại ca anh làm tôi muốn bay màu luôn rồi đó bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, không làm gì khác nữa đâu. Khởi động xe, người tài xế này vẫn cố nói, người anh em, tôi thấy cậu không phải bị bệnh gì, vậy chắc là do không có tiền phải không? Hai, thằng nhóc này, chút tiền đi khám nam khoa cũng kiếm không nổi nữa. Diệp vô phong sa mạc lời hết sức, đại ca, làm phiền anh tập trung lái xe, để ý đường dùm tôi với được không? Si, tôi nói cho cậu biết, tiền xe đến khách sạn quốc quyền là 30 ngàn. Người tài xế kia thể hiện vẻ khinh thường Diệp Vô Phong. Vốn dĩ Diệp Vô Phong không thích mặc đồ hiệu gì, quần áo đều mua tạm ở mấy cửa tiệm bên đường, với lại anh mặc quần áo cực kỳ phí phạm, điển hình là lần tham chiến này đó, quần áo trên người hầu như nát bươm hết, chỉ có thể vứt đi mua bộ mới. Đều không phải quần áo do Lâm Thư Âm mua, quan trọng là lúc quần áo của anh rách nát thì Lâm Thư Âm thường không có ở cạnh anh. Bởi vậy, đống quần áo Diệp Vô Phong mặc trên người đều bị tài xế này xem thường. Nhưng Diệp Vô Phong cũng chẳng thèm để tâm, được, 30 ngàn thì 30 ngàn. Trời đất ơi, Porsche 911, trời ơi, tài xế vừa mới dễ vào đường xe chạy, một chiếc Porsche 911 vù một cái, dí sát đít xe của anh ta. Chiếc Porsche lượn một đường cong chữ S, rồi chặn ngay trước mặt xe bọn họ, đèn đỏ sáng lên, thắng gấp. Tài xế bị dọa cho nhắm chặt mắt lại, đạp mạnh lên thắng xe, kít. Xe taxi phát ra tiếng thắng gấp chói tai. Tài xế toát mồ hôi lạnh, người anh em, không đụng vào người khác chứ hả? Diệp vô phong cười nhạt, không có, còn cách 5cm nữa. À, mừng quá, tài xế lau đi mồ hôi thấm đẫm trên chán, nhưng lại thấy chiếc xe Porsche 911 phía, có một cậu bé khoảng 13-14 tuổi bước xuống, rõ ràng trên người còn mặc đồng phục, đội một chiếc mũ bông lớn, giống như một quả bóng nhỏ bằng lông vậy, kín đến độ người thân còn nhận không ra, đi về hướng xe taxi. Diệp vô phong cảm thấy có mùi phiền phức, xe chúng ta còn chưa đụng vào xe của nó cơ mà, ngược lại là nó vượt xe lên, ngăn chúng ta luôn á, cái thằng nhóc này bị làm sao vậy? Mới bé tí thế kia đã học thói mất dậy rồi hả? Người anh em, không, ông nội tôi ơi, cậu ngàn vạn lần đừng nói gì nó. Thằng nhóc đó là bảo gia của thành phố Phụng Thiên chúng ta đó. Tài xế bị dọa cho sợ mất hồn, mở cửa ra, thình thịch một tiếng, leo qua rào chắn, quỳ xuống cái rụp, mà dưới nền đất vẫn còn nước đóng băng, anh ta cũng không quan tâm tới nữa, bảo ra. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, Lưu Tiểu bảo tôi có mắt như mù, không nhìn thấy xe của ngài, không biết tránh đường cho xe của bảo ra, tôi đáng chết. Diệp vô phong càng khó chịu hơn, má, miệng còn hôi mùi sữa mà đã dám xưng là bảo ra á. Còn phải nhường đường, gan đúng là không nhỏ nha. mươi 348, đắc tội bảo ra. Lúc này phía sau vị bảo ra kia Xuất hiện hai người đàn ông, một người trong tay cầm một cuốn sách, người còn lại trong tay cầm theo một cây côn nhị khúc, giống như hắc bạch vô thường vậy, một trái một phải, đứng hai bên cạnh bảo ra. Sau khi bảo ra tới trước mặt tài xế kia, giơ chân lên đạp, bởi vì tài xế Lưu Tiểu Bảo còn đang quỳ, nên chân bảo ra vừa đạp xuống vừa hay đạp ngay vào đầu anh ta, bôm bốp từng tiếng, nghe rất ư vui tai. Lưu Tiểu Bảo quỳ xuống trước cửa xe, đến rắm cũng không dám đánh, chỉ liên tục xin tha mạng vị bảo gia này tuổi đời không lớn, nhìn có vẻ sức cũng không mạnh là mấy, nhưng cậu ta dùng chân đạp lên đầu người, dù sao trông cũng rất bài bản, là bộ dáng của người đã từng học võ. Mày vừa nói mày tên gì cơ, giọng của bảo gia vẫn còn âm điệu của trẻ con. Tài xế này run cầm cập, yếu ớt nói, tôi, tôi tên là Lưu Tiểu Bảo. CLM, sao mày dám gọi là Tiểu Bảo? Bảo ra bay lên đạp, hai chân đạp lên lương của Lưu Tiểu Bảo, rồi tự mình mất thăng bằng, ngã ngồi trên đất. Lưu tiểu bảo vội vàng chỉ có thể chạy tới đỡ bảo ra, bảo ra, cậu nói đúng, tôi không được tên là lưu tiểu bảo. Đem chứng minh thư của mày ra đây, cậu ta tiếp tục dùng cái giọng con nít danh đó la mắng. Tài xế taxi cực kỳ bối rối, lúc lấy ví của mình ra, lại vừa hay bị một chân của bảo ra đạp vào, ví bị văng xuống dưới gầm xe Porsche 911. Bảo ra, cậu tha cho tôi đi, từ hôm nay về sau tôi không tên là Lưu Tiểu Bảo nữa, ngày mai tôi tới bộ công an sửa lại tên của mình ngay được không? Lưu Tiểu Bảo quỳ xuống, co rúm người lại, vô cùng sợ hãi. Diệp Vô Phong vốn không muốn quan tâm tới chuyện này, nhưng ví của Lưu Tiểu Bảo rơi xuống gầm xe Porsche rồi, đảm bảo anh ta sẽ không chịu rời đi, bởi vậy, Diệp Vô Phong không nói gì hết, cứ thế đi thẳng qua đây, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc Porsche nhìn xuống gầm xe, sau đó làm ra một động tác khiến ngược khác phải kinh ngạc sợ hãi. Vậy mà anh lại dùng tay trái nhấc bổng gầm xe Pachis lên, kiểm tra một chút, rồi lại đặt xe xuống, rồi lại ngồi xổm xuống lần nữa, lấy ví tiền của Lưu Tiểu Bảo ra. Trong lúc Bảo ra cùng hai bảo vệ của cậu ta, cùng với Lưu Tiểu Bảo mắt chữ A mồm chữ O, Diệp Vô Phong đưa ví tiền cho Lưu Tiểu Bảo, nhanh lên, tôi đang gấp, đi khách sạn quốc quyền dùm. À, ai da, à, vâng vâng vâng, Lưu Tiểu Bảo bị dọa cho toàn thân run rẩy, đây chính là phép màu tận mắt anh ta chứng kiến nha. Người này nhìn có vẻ trẻ tuổi, sức tay sao có thể khỏe tới vậy nhỉ? Cứ như nhấc một cái thùng rỗng vậy đó, lại có thể nâng một chiếc pochis lên cái một. Trời đất ơi, lẽ nào vừa nãy mắt mình bị hoa hả ta? Bảo ra vẫn còn đang ngơ ngác, vốn định mắng Diệp vô phong lắm chuyện, nhưng lời vừa mới tới cửa miệng, đã bị cậu ta nuốt tọt xuống bụng chỉ cần dùng một tay đã nhấc bổng được một chiếc pochis rốt cuộc là thần linh phương nào hai người bảo vệ của bảo ra cũng bị dại ra hai người bọn họ cũng cao to lực lưỡng các thứ cũng từng trải qua một thời gian luyện tập nhưng bảo bọn họ tiện tay nhấc bổng một con pochis lên thì điều đó là điều không thể kể cả hai người họ cùng nhau nhấc cũng không thể luôn bảo ra tôi có thể đi được chưa lưu tiểu bảo đón lấy cái ví quỳ dạp xuống đất không dám ngẩng đầu trong mắt Bảo Gia liếc một cái, cút ngay, tối nay Bảo Gia mát tính. Vâng vâng vâng, cảm ơn Bảo Gia. Lưu Tiểu Bảo nhanh chóng chạy lên xe, u u khởi động xe, lúc này mới cách đó 3 mét từ bên cạnh chiếc Porsche, từ từ lái xe rời đi. Lần này sau khi Lưu Tiểu Bảo lên xe, cũng không dám ăn nói lung tung với Diệp Vô Phong nữa. Một người mạnh thế này, là từ trên trời giáng thế, người ta đối với mình đủ tốt rồi, ban nãy bản thân còn dám ăn nói lung tung, coi thường người ta lưu tiểu bảo cảm thấy bản thân rất hợp với một câu kia có mắt không thấy thái sơn xin lỗi ngài đây ạ à. bàn tay đang lái xe của lưu tiểu bảo có chút run rẩy mũ trên đầu bị bảo ra đạp toàn là bùn đất trên mặt cũng có chỗ xanh chỗ đỏ trông thảm cực kỳ lái xe cậu cho cẩn thận vào diệp vô phong vẫn bình thản như trước điều tra cho tao cái tên nhóc con kia từ đâu tới lại dám phô diễn võ công trước mặt tao có tin đêm nay bảo ra tao tống nó ra khỏi phụng thiên không bảo ra nhìn chiếc taxi đã đi xa trầm giọng nhưng không đủ thấp mặc dù bảo ra tuổi còn nhỏ nhưng hiểu biết rất nhiều từng nhìn thấy cao thủ thực sự ở nhà mình những người kia đều mang theo sát khí khiến cho ai nấy cũng phải sợ thực ra cũng đều giết người như ngóe ở những nơi không người bảo ra cảm thấy mặc dù diệp vô phong không để lộ ra ý muốn đối địch với cậu ta nhưng vừa nãy để lộ ra một cánh tay kia rõ ràng là muốn khiêu khích cậu ta bảo ra là người thế nào chứ đối diện với thách thức nào có thể cúi đầu nhận thua vâng vâng bảo ra chúng tôi có cần bám theo điều tra rõ tên đó sống ở đâu rồi phái anh em tới dạy dỗ nó không một tên bảo vệ cười cười nịnh hót bảo ra gật đầu đúng vậy đuổi theo đi một tên ba ỏ vệ còn lại nói vừa nãy tên đó nói sẽ tới khách sạn quốc quyền bảo ra bừng tỉnh gật đầu đúng đúng khách sạn quốc quyền nhanh vừa hay chúng ta tới đó bắt hai người nhanh lên Nửa tiếng sau, bảo ra tới được khách sạn quốc quyền, tiện tay chỉ vào cô tiếp viên ở quầy tiếp tân, đi, tới hỏi cho tao thằng nhóc kia ở phòng nào. Một tên bảo vệ lập tức tiên lên, mặt nở nụ cười, chị gái xinh đẹp đây, bảo ra muốn biết vị khách mới vào đây ban nãy ở phòng số bao nhiêu vậy nhỉ. Tiếp viên biểu cảm đầy khó xử, xin lỗi, khách sạn không cho phép tiết lộ thông tin của khách hàng, mong ngài thứ lỗi cho. Tên bảo vệ kia cho mày nói, bảo ra muốn biết cũng không được sao tiếp tận kia thể hiện rõ rất khó xử, nhưng mà, nếu cậu lôi mà biết, nhất định tôi sẽ bị đuổi việc mất. Cậu lôi là gì của bảo gia, lẽ nào cô không biết? Tên bảo vệ kia vỗ bôm bốp lên mặt bàn. Tiếp tân sắp khóc đến nơi, vâng vâng, tôi đương nhiên biết. Nhưng cậu lôi không làm gì được bảo ra nhưng chúng tôi vẫn sẽ bị đuổi việc mà. Chú buông tha cho tôi đi, tôi xin chú. Bình bịch, cô tiếp tân kia quỳ xuống trước mặt tên bảo vệ. Chú ơi, mẹ tôi đang bị bệnh, tôi đang cần tiền gấp, không thể mất đi công việc này được đâu. Xem như ngài chú tội nghiệp tôi đi. Bình thường tên ba o vệ này rất ư là hung dữ, nhưng khi đối mặt với một cô gái quỳ xuống trước mặt mình thế này, dù sao cũng không nỡ ầy, em gái này, cái này. Bảo ra hết mũi lên, nếu không tự nguyện nói ra, bây giờ tôi đuổi việc cô luôn. Hả, bảo ra, đừng mà, cô gái khoảng 20 tuổi kia, cơ thể không kiểm soát được mà run lập cập. Bảo ra, cứu tôi với, xin đừng đuổi việc tôi. Bảo ra nhìn tên bảo vệ còn lại một cái, tên kia lập tức quẳng ra một túi tiền, đập vào bàn trên quầy tiếp tân, nói. Cô gái kia nhìn thấy túi tiền kia, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết trong đó ít nhất có 300 triệu. Mặc dù cô rất muốn có số tiền này, nhưng cô thực sự có thể cầm số tiền này đi sao? Nói, hay là không nói đây, cô gái kia khóc đến đáng thương, bảo ra lại ác độc nói, nếu mày không nói, bây giờ tao sẽ lột sạch đồ mày, cưỡng bức mày ở quầy tiếp tân luôn. a à, cô gái kia sợ đến mức mặt trắng bệch, chỉ có thể nói ra số phòng của Diệp vô phong, bảo ra vừa quay người đi ngay, hai tên bảo vệ kia cũng không lấy đi số tiền kia. chương 349, tới chơi chút thôi. Chúng mày đi tìm thằng khốn kia, tiện gọi người theo trông chừng nó, chỉ cần nó bước ra ngoài thì đánh ngay cho tao. Bảo ra lại đi thang máy xuống tầng hai dưới lòng đất. Thì ra, tầng ngầm thứ hai của khách sạn quốc quyền không phải ai cũng có thể vào được bởi vì đây là sòng casino mà cậu lôi mới mở còn tầng ngầm thứ ba chuyên dùng cho việc đấu quyền anh cũng chỉ có sức ảnh hưởng của cậu âu dương lôi mới có thể một tay che trời như vậy nếu không chỗ này sớm đã bị cảnh sát sờ gáy rồi nếu người nào muốn xuống từ tầng ngầm thứ hai trở xuống bắt buộc phải có thẻ vip nhưng khuôn mặt của bảo ra lại ngang với thẻ thông hành bảo vệ ở quốc quyền này làm gì có thằng nào dám cản đường bảo ra cơ chứ khách quen của cậu Âu Dương Lôi, bảo ra ở cả cái thành phố Phụng Thiên này có thể nói là người ngang ngược nhất. Bảo ra, một giọng nói dẻo quẹo vang lên, một cô nàng trang điểm ăn bận lè lẹt dán sát vào, ngồi dựa vào người, nháy mắt với bảo ra. Cút, tao có bạn gái của tao, một con mụ già hết thời như mày, đừng có mơ tới gần bản thiếu gia. Bảo ra đưa chân đạp vào bụng dưới của cô nàng. Cô gái kia ai ya một tiếng, ngã xuống đất, nhưng lại không dám thể hiện bất cứ cảm xúc bất mãn nào, xoay người bò dậy, nhìn thấy Bảo Gia tiến vào casino, cô gái này mới không cam tâm lẩm bẩm, tôi mới có 20 tuổi mà Bảo Gia đã nói tôi hết thời, tôi già tới thế sao? Thúy Hoa, anh tới rồi đây, Bảo Gia vui vẻ gọi lớn, chạy tới một người trên lưng cũng đeo cặp sách, mặc đồng phục như cậu ta, trên đầu còn cột hai chùm tóc đuôi ngựa. Nếu lúc này Diệp Vô Phong ở đây, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, một bé gái mới 12 13 tuổi mà tên là là Thúy Hoa mặc dù cái tên thúy hoa này hơi phèn nhưng mà người thì xinh thật, thực giống một tuyệt tác do thượng đế cẩn thận đắp nặn vậy. Một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, mà thân hình nhỏ nhắn kia vừa thon dì vừa mảnh khảnh mềm mại, phối thêm nét năng động ngây thơ kia, thúy hoa đúng là mang toàn bộ nét đẹp điển hình của con gái đông bắc. Má ơi, hai người vậy mà dám ôm nhau giữa đám đông, bảo ra trực tiếp ép thúy hoa xuống đất ở ngay trên tấm thảm trên đất, hôn lấy hôn để thúy hoa, ba lô của thúy hoa cũng bị lệch sang một bên đợi đến khi hai người kia bò dậy, những vị khách ở gần đó đều có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay của Bảo Gia đã thò vào trong váy đồng phục của cô gái kia. Ây ya, Bảo Gia, anh hư quá, Thúy Hoa hương hương hức hức, lại hôm Bảo Gia hai cái, hai người cứ thế lôi lôi kéo kéo, mới dây dưa không dứt bỏ lên. Bảo Gia, ở đây đông người quá này, đúng rồi, tối nay anh muốn chơi gì nào, xúc sắc, hay là tú lơ khơ, hoặc là mạt trược, bài cửu. Có thể thấy Thúy Hoa hiểu rất rõ chỗ này, chắc là thường xuyên tới. Bảo ra cố ý bóp mạnh một cái vào mông cô ta, nhìn ngó khắp nơi nói anh muốn chơi xuất sắc trước. Được nha, bảo ra, anh cực bao nhiêu chip nào. Thúy Hoa rất ư kích động. Bảo ra nói, cứ đặt trước 30 triệu đi, dù sao anh cũng tới đây để thua tiền mà. Đừng mà, bảo ra này, thắng thì tính phần em, còn thua thì trừ phần anh nha, được không? Đương nhiên Thúy Hoa rất thông minh bảo ra nhéo nhéo khuôn mặt trắng hồng của cô ta, à há. Móng heo nhỏ, bắt đầu chơi anh rồi phải không? Anh khinh, anh đây thắng là của anh đây, thua cũng là của anh đây, liên quan gì đến em chứ? Cùng lắm thì cho em một chút điểm thưởng, thế là đủ rồi. Bảo ra, Thúy Hòa bắt đầu uốn éo vòng eo nhỏ nhắn của mình, biểu hiện ra tính cách trẻ con. Bảo ra, bảo ra, tên nhóc này trong casino, không còn nghi ngờ gì nữa luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, Người ở đây ai mà không biết cậu ta chứ, nhìn thấy cậu ta đều lên tiếng chào hỏi, hơn nữa trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ nịnh hót. Chốt cược buông tay, nhà cái cao giọng hô lên. Bảo ra cược ra 15 triệu tiền chip, đặt vào ba điểm tiểu trên bàn, sau đó bèn cắn lấy tai của Thúy Hoa, không biết đã nói gì mà hai người cùng cười khúc khích. Mở này, ba điểm tiểu, thắng về gấp 6, nhà cái giao ngay 90 triệu tiền chip, đẩy trên bàn sang. Ấy, vậy mà thắng này bảo ra tỏ ra cảm thấy thật kỳ lạ, soàn soạt một tiếng, đem 120 triệu tiền chip ra, đẩy hết toàn bộ ra, 18 điểm đại. Ưm, ừ, những người xung quanh đều hít vào một hơi. Vừa rồi mới bắt đầu bằng con nhỏ nhất, giờ lại cược ngay tới số lớn nhất. Vị bảo ra này, đúng là không chịu sống theo luân thường đạo lý gì hết chân ha. Chốt cược buông tay, mở hà nha, nhà cái lại cao giọng hô lên, sau đó mở nắp tô đậy xúc sắc lên. Wow, 18 điểm đại, bảo ra, lại thắng gấp 6 lần tiền cược rồi. Bảo ra lại ngơ ngác lần nữa, không phải chứ, lại thắng nữa. 720 triệu tiền chụp, cộng thêm 120 triệu vốn có, hiện tại bảo ra đang có 840 triệu tiền chip rồi. Ở casino quốc quyền này cũng xem như thu về được một con số không nhỏ rồi. Đặc biệt là trong mắt của những vị khách tán ra bại sản ở đây, thì đây là một con số siêu lớn rồi. Có người cược 10 ván 9 ván thua, có người trắng tay rời đi, thực ra cũng chỉ tới đánh cho đã ghiền thôi, nhưng có thể thắng liên tiếp như bảo ra, thực sự là hiếm thấy. Wow, thắng nữa rồi, trời ơi, Thúy Hoa vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm lấy vai bảo ra, rồi hét lên một tiếng kích động, hôn lên mặt bảo ra một cái, giỏi quá đi. Bảo ra nhướng mày với Thúy Hoa, vì tiện cầm mấy đồng chip lên, bỏ vào cổ áo Thúy Hoa. Ánh mắt quyến rũ của Thúy Hoa nhìn bảo ra, mặc kệ cậu ta thò tay vào cổ áo của mình, lại làm mấy chuyện đen tối với nhau một hồi. Thúy Hoa nhận được số tiền bảo ra bỏ vào cổ áo của mình, theo như ánh mắt sắc bén của Thúy Hoa có thể tính ra được, ít nhất chỗ đó phải có 90 triệu trở lên. Cứ cho là thưởng đi, thì đây cũng là món thưởng siêu lớn rồi. Thế là, Thúy Hoa lại hôn bảo ra mấy cái nữa. Bảo ra vỗ mông cô ta mấy cái, được rồi, không lãng phí nữa. Chúng ta qua bên kia đổi không khí đi. Bảo ra không cao bằng Thúy Hoa, kết quả đành phải ôm lấy bả vai cô ta, lúc sao 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 chuẩn bị đi về phía trước, còn phải nhón lên bước đi, tư thế này có chút khó nhìn. Bảo ra, bảo ra, bất kể là đến từ đâu, mọi người trên đường đều gọi cậu ta như vậy, kết quả thành ra bảo ra cũng chỉ là cái dạng huynh hoang. Trên bàn mặt trượt, bốn người đang vui vẻ đánh, nhìn thấy bảo ra tới đây, mặc dù bên người mỗi người kia đều có mang theo một cô gái, mặt mũi cũng chưa kịp ngẩng lên, nhưng nghe thấy tiếng bảo ra từ xa lại gần, lúc này đều đứng bật dậy, bảo ra. Lúc này một cô phục vụ ăn mặc nóng bỏng, đang mang theo một mâm rượu đi tới đây, phía trên còn đặt một bao thuốc. Bảo ra tiện tay đẩy một người ra, rồi ngồi vào vị trí của người đó, để tao chơi hai ván nhá. Mặc dù trên mặt người bị đẩy ngã kia có chút nhẫn nhịn, nhưng cũng không dám bật lại cậu ta, chỉ có thể nở nụ cười nói, bảo ra, nếu cậu tiếp tục chơi tiếp ván tôi vừa thua hơn 90 triệu rồi ấy cứ tính vào phần của tao đi. Bảo ra từ cái bàn được nữ phục vụ kia chịu trách nhiệm đẩy đến, lôi ra khoảng hơn 150 triệu gì đấy, quăng vào đầu người kia cút sang một bên. Ây, vâng vâng, tôi phắn, tôi phắn ngay đây. Người đó mặt mày cười đến nở hoa ngay, quỳ xuống nhặt mấy đồng chip kia lên, hớn hở đến chỗ khác chơi. Châm thuốc cho ông đây, bảo ra đã ngồi vững, nhìn thấy nữ phục vụ đi qua đây, chợt có chút hứng thú với nữ phục vụ kia, lại thò tay vào cổ áo nhà người ta, chép miệng. Thế là, cô phục vụ kia phải đứng dưới tư thế kia châm thuốc cho Bảo Gia. Chương 350, cao thủ tới đây. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn quỷ dị này, không ai dám nói gì, ánh mắt có chút xấu hổ. Nếu như là người trưởng thành làm như vậy, mọi người cũng sẽ không cảm thấy gì, thế nhưng điểm mấu chốt ở đây là Bảo Gia chỉ mới có 13 tuổi thôi. Thật ra, Diệp Vô Phong đối với cậu Bảo Gia này không có để tâm tới nhiều nhưng anh chỉ cảm thấy rằng đây là một cậu bé bị chiều hư mà thôi. Ở bên ngoài trời lạnh giá, bỗng nhiên đi vào khách sạn liền thấy ấm áp dễ chịu, Diệp Vô Phong cảm thấy giống như từ tủ lạnh mà đi vào một cái lồng hấp vậy, đột nhiên cả người đều đổ mồ hôi, nhanh chóng cởi áo lông bên ngoài ra, chạy về phòng của mình, điều hòa thân nhiệt một chút, rồi dùng nước ấm để tắm rửa. Diệp Vô Phong thoải mái ngâm mình trong nước ấm, hai người vệ sĩ của bảo gia vẫn chờ cách đó không xa ở trước cửa phòng của anh ló đầu ra nhìn chờ được người mà mình gọi tới thắng tử ca nửa tiếng sau hai vệ sĩ rốt cuộc cũng thấy được người mà nãy giờ mình đã chờ đợi thắng tử ca chính là một người đàn ông tiêu chuẩn của đông bắc cao lớn thô kệch đầu to miệng rộng mắt to trên đường đi đến dáng đi cực kỳ hống hách như cua vậy sao lại thế này thắng tử ca vừa nói vù vù một tiếng một đường bước tới bước chân nặng nề tinh thần của hai người vệ sĩ lập tức tươi cười Thắng Tử Ca, là có chuyện như này, người này dám ở trước mặt đùa giỡn với Bảo gia, đắc tội với Bảo gia, tôi đặc biệt tìm anh tới để dạy cho anh ta một bài học. Đi phía sau Thắng Tử Ca, còn có hai người anh em đi theo, hai người này bước đi nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết là một gia đình lão luyện có nhiều kinh nghiệm. Thắng Tử Ca vừa nghe xong, chăm chú gật đầu một cái, tốt lắm, chỉ cần đánh anh ta một chút là được. Anh nhìn thoáng qua phía bên trái, anh ta còn mang theo hai người anh em lập tức đi đến phá cửa. Mở cửa, mở cửa ra, cảnh sát đến kiểm tra phòng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ làm việc này. Ai đấy, đến liền đến liền. Diệp vô phong cảm thấy âm thanh gõ cửa này có chút mãnh liệt, nhưng nghe nói là cảnh sát đến kiểm tra phòng, thực ra cũng không quá để ý, mang dép lê, mặc quần đùi ngắn, đi ra mở cửa phòng một tiếng lách cách. Thế nhưng anh lập tức liền ý thức được tình hình không ổn, ở bên ngoài là 5 người đàn ông cao lớn điểm mẫu chốt là trong đó còn có hai người vệ sĩ của bảo gia a à, mọi người mọi người có đi nhầm phòng không đúng lúc diệp vô phong muốn đóng cửa phòng lại thắng tử ca mang theo hai người anh em trực tiếp dùng thân thể mình để phá cửa phòng chen vào bên trong ít nói nhảm kiểm tra phòng ánh mắt hai người này lộ ra vẻ hung ác cùng nhau đưa tay túm cổ đẩy diệp vô phong một cái diệp vô phong không khỏi nhíu mày lùi về phía sau May mắn có tấm thảm nên động tác của Diệp Vô Phong vẫn như cũ chính xác đến cực điểm, ai? Các người đến đây làm gì? Còn có thể làm gì, đến đây để cho anh một bài học đó. Hai người này lập tức trực tiếp vung tay đánh, Thắng Tử Ca đứng ở phía sau, liền chăm chú nhìn Diệp Vô Phong, nhìn xem anh ta có thể ngăn cản được mấy cú đánh. A. À, Ui. Điều mà làm cho lòng của Thắng Tử Ca chấn động mãnh liệt, đó chính là đã biết rằng hai người anh em đã luyện được 6 năm công phu rồi. Dăm ba người đàn ông cao lớn bình thường đều không phải là vấn đề, nhưng đối diện với một Diệp Vô Phong ăn mặc mát mẻ như thế này, liền giống như cộng chỉ bị buộc lại, vừa đối diện một cái, liền trực tiếp ngã xuống. Hơn nữa, phòng của khách sạn này, không gian đã vốn hẹp rồi, hai người đều ngã xuống cùng một chỗ, liền tạo ra một khe hở ở chỗ giường và vách tường, hơn nữa hai người ngã chồng lên nhau, cũng tiết kiệm được một ít không gian. Mặt Diệp Vô Phong vẫn cố ý lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy hai người đã ngã xuống đất, cứ như là vừa rồi hai người này tự họ ngã xuống, chứ không liên quan gì đến anh cả. Được lắm thằng khốn, tiếp chiêu. Phó công của Thắng Tử Ca đã muốn đạt tới trình độ của đại sư, cú đấm mạnh mẽ, thủ đoạn tương đối tinh anh hiếm thấy, lần này anh ta đứng vững, ý muốn dùng một cú đấm để đánh bại Diệp Vô Phong. Thắng Tử Ca vốn cho rằng mình đã rất cẩn thận rồi, nhưng anh ta lại xem nhẹ Diệp Vô Phong. Thắng Tử Ca kinh ngạc hô lên một tiếng. Cơ thể gần 200 kg của anh ta thế nhưng lại bị sức bật của cánh tay của Diệp Vô Phong, trực tiếp đẩy ra khỏi cửa phòng, cực kỳ trật vật ở trên mặt đất, đem hai người vệ sĩ của bảo gia làm cho ngã trái ngã phải. Một chiêu, đối phương chỉ dùng duy nhất một chiêu. Vù, vù, vừa rồi hai người đàn ông cao lớn kia cũng bị Diệp Vô Phong ném như một cái túi vải, ném ra ngoài, lại một lần nữa đánh ngã ba người của Thắng Tử Ca. Loảng xoảng, cửa phòng đóng lại, năm người của Thắng Tử Ca chỉ có thể thành một mớ hỗn độn nằm ở ngoài hành lang của khách sạn. Thắng Tử Ca cố gắng giấy giụa để đứng lên, bực bội cực kỳ, cây cỏ dại này cũng mãnh liệt rồi. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai đây? Đây không phải người đặc biệt đến để đối phó với bảo gia chứ? Chúng ta cần phải cẩn thận một chút, nhanh chạy đi gọi thêm người đi. Thật ra Thắng Tử Ca không chỉ cần gọi người đến, mà còn muốn gọi điện thoại đến tổ cứu, bởi vì hai người anh em mà anh ta đem, thế mà lại bị Diệp Vô Phong đánh cho hôn mê bất tỉnh. Hai người vệ sĩ của Bảo Gia cũng bị đánh cho bị thương không nhẹ, đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, thắng tử ca, nếu như anh ta là người đặc biệt được phái đến để đối phó với Bảo Gia, thì chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Tỉnh Phụng Thiên Chính là nhà của nhà họ lôi, ai có thể đặc biệt đến mức đổ nhà họ lôi trong lòng bàn tay? Tôi cũng không tin, một con bê con ở vùng khác có thể gây ra bao nhiêu sóng gió ở đây trước tiên tôi gọi điện báo cho dũng tử ca một chút vì thế thắng tử ca lấy điện thoại di động ra gọi điện cho dũng tử ca dũng tử ca thật ngại khi phải quấy dậy anh lúc này hôm nay chúng tôi bị một con bê con ở vùng khác tới cần được dạy dỗ nói tới đây thắng tử ca lại thấy im bặt không khỏi kinh ngạc hô lên ai dũng tử ca sao anh lại cúp máy trời ơi thật ra tay chân bên trong của nhà họ lôi căn bản là thắng tử ca không thể hòa nhập được nhưng được xem như một người đứng đầu cấp thấp dũng tử ca đúng là khinh thường bọn họ cần dạy dỗ tự mình đi tìm một người khác đi anh thật sự rất lười khi phải quản đống lộn xộn của anh ta điều khiến cho dũng tử ca phẫn nộ là tên khốn này để cho anh phải lộ diện khi gặp phải chuyện lớn anh cũng là đàn ông chính vào lúc đang vui vẻ với cái bô còn đặc biệt nói quấy dày hay sao dường như thắng tử ca này kéo ra được nhị ngũ bát vạn vậy quả thực không phải là đàn ông nữa rồi hai người vệ sĩ của bảo gia vội vàng đến giúp thắng tử ca và hai người anh em của anh ta bấm nhân chung của anh ta một cái hai anh em kia từ từ tỉnh lại tôi đang ở đâu đây thắng tử ca sao mình lại ở ngoài hành lang thế này thắng tử ca tức giận nói hai người bị chơi đùa đến ngốc nghếch rồi sao bị người ta chỉ dùng một chiêu liền tiến vào giấc mộng không phải rất mất mặt hay sao biểu tình của hai người anh em liền hổ thẹn a à, thắng tử ca không phải là anh đã đem tên kia đánh cho một trận rồi chứ nét mặt già nua của thắng tử ca đỏ lên đi đi hai người anh em còn có chút không hiểu lại cảm thấy cả người toàn là đau nhức lại không biết rằng trong lúc mình bất tỉnh thì đã bị diệp vô phong quăng ra ngoài thắng tử ca vỗ đầu họ một cái thằng khốn còn không mau đi đi ở lại chỗ này làm gì chờ người ta lo cơm nước cho ăn hay sao trần cương phụ trách quan sát ở khách sạn quốc quyền được xem lại đội trưởng về an ninh những nhiệm vụ bình thường đương nhiên anh ta không cần phải tự mình đến canh gác nhiệm vụ của anh ta chính là nếu gặp được những người cố chấp thì tùy thời điểm mà ra tay dạy dỗ một chút nhưng không anh ta lại đang núp ở trong một phòng của khách sạn đang lên giường cùng với một cô nhân viên phục vụ cửa phòng được gõ vài cái vang lên đứa nào người nào dám gõ cửa của tôi vậy trần cường hùng hùng hổ hổ leo xuống từ người của cô nhân viên phục vụ mở cửa phòng nhíu mày nói, thắng tử ca, tại sao cậu lại đến đây? Thách thánh tìm được cổng trăm chu yên, VN cộng. a à, anh Cương, đừng đóng cửa, em thực sự có chuyện. Vẽ mặt thắng tử ca tươi cười, hạ giọng nói, anh có biết không, ở bên khách sạn quốc quyền bên này, có một đại cao thủ, là tới để đối phó với bảo gia. Audio điện tử võ tấn bền chương 351, đây là ép rượu. Đuyệt, đừng nói mấy lời vớ vẩn đó với anh mày, chó chết. Nhanh lên, anh đây còn đang bận đây này. Cương tử sốt sắng cả lên, bị ngắt nửa chừng, còn bình tĩnh được mới lạ. Anh cương tử, em không nói linh tinh đâu. Mới vừa nãy em còn bị người ta dạy dỗ một trận đấy. Anh vẫn nên mau tới xem thử đi. Thắng tử nói với vẻ tội nghiệp, còn cười cười ngược. Hai người anh em đứng phía sau anh ta, mặt mũi bầm dập, rõ ràng đã bị ăn đòn không ít. Ồ, lúc này Trần Cương mới nghiêm túc hơn một chút, cẩn thận xem xét hai người anh em đứng phía sau Thắng Tử. Hai thằng cùi bắp này, đánh không lại người ta cũng là bình thường, có gì lạ đâu. Không phải đâu, anh cương tử, em cũng không đánh lại người ta nè, một chiêu một thôi đó. Duy nhất một chiêu, một phát một đẩy văng em ra khỏi phòng luôn, tay phải của em giờ còn đau đây nè, bàn tay muốn rụng luôn rồi á. Thắng Tử tràn đầy đau đớn nói. Ồ, để anh mặc quần áo vào đã. Trần Cương cũng là một người có thân thủ tốt, nghe tới chuyện này, đến cô gái đang ôm trong lòng cũng không thèm quan tâm tới nữa, quay lại mặc một bộ quần áo dễ vận động, tinh thần khoan khoái hẳn lên. Thắng tử, dẫn đường. Thắng tử cũng vui vẻ, vâng ngạ, anh Cương tử, tên nhóc con đó kiêu ngạo lắm đó nha. Bớt lắm lời, nói rõ cho anh mày nghe xem, rốt cuộc là vì sao mà xảy ra mâu thuẫn. Đối phương có thù hằn gì với bảo gia hả? Hà. Cách hành xử của Trần Cương rất trầm ổn, không giống với đám Thắng Tử, cứ nghe thấy gì là hùng hùng hổ hổ tìm tới tận cửa nhà người ta. Thắng Tử thực sự không dám nói phét, còn kể về chuyện Diệp Vô Phong, cố ý dùng một tay nhấc bổng một chiếc xe hơi lên, lấy ví tiền, tới tận đoạn bản thân tự đem người tới chỗ người ta kiếm chuyện, từng việc từng việc kể ra hết, lúc này đám người đó cũng tới trước cửa phòng Diệp Vô Phong. Trần Cương hít sâu một hơi, thực ra ấy, anh mày cảm thấy người ta không phải có ý chấp nhất gì bảo ra đâu, chắc là mấy đứa nghĩ nhiều rồi thắng tử nói, anh cương tử, chốn này là phụng thiên, sao có thể cho phép một thằng quát kiêu căng hống hách ấy ở đây hống hách được. Trần cương suy nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định gõ cửa, thắng tử, gõ cửa. Có ngay, thắng tử nắm tay lại, đang định đập cửa, cương tử đưa tay ra chặn lại. Cái thằng này, ai bảo mày đập cửa, nhẹ nhàng gõ cửa thôi. À, vâng, một tên to xác như thắng tử. Ở trước mặt Trần Cương lại rất ư ngoan ngoán, bởi vì trước đây anh ta từng bị trần cương dạy dỗ cho một trận bị đánh tới nỗi không thể ngóc đầu lên được cốc cốc âm thanh gõ cửa vang lên ai đó giọng nói của diệp vô phong không nhanh không chậm cất lên anh bạn tôi là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn quốc quyền trần cương tôi muốn nói chuyện với anh một chút biểu hiện của trần cương rất lịch sự nói chuyện diệp vô phong có chút nghi ngờ lẽ nào mấy tên dở hơi lúc nãy còn có dính dáng gì với khách sạn quốc quyền sao anh mở cửa một cách dứt khoát, cười cười nhìn mấy người trước mặt. Trần Cương nói, "Tôi đã chuẩn bị xong một bàn tiệc rượu rồi, nghe nói có một anh bạn cao thủ ghé thăm quốc quyền, Trần Cương tôi cũng là một người hiếu khách, nên đặc biệt tới đây mời anh bạn đây tới uống vài ly." Uống vài ly, Diệp Vô Phong nhắc lại lời của Trần Cương, cảm thấy người này đẳng cấp ở tầm trung, nhưng toàn thân tràn đầy một loại sức mạnh bùng nổ, đã đạt tới trình độ đỉnh cao của cảnh giới đại sư. Chỉ còn cách một bước nữa là có thể từng bước từng bước đạt được cảnh giới võ sư rồi. Khó trách sao Trần Cương lại có thể có được khí chất trầm ổn như vậy, thứ này cũng có liên quan nhiều đến cấp bậc võ công lắm đấy. Trần Cương nghiêng người làm thế giơ tay ra với Diệp Vô Phong mời. Diệp Vô Phong nhìn đám người thắng tử một cái, Trần Cương bèn nói ngay, mấy tên nhóc này không hiểu chuyện, đắc tội với anh bạn đây, tôi thay chúng nó nhận tội với anh bạn. Kẻ mạnh Bất kể là ở đâu đều nhận được tôn trọng từ người khác. Đây chính là quy tắc mãi mãi không thể thay đổi được. Diệp Vô Phong xua tay, không cần uống rượu đâu, mấy chuyện này tôi căn bản không để ý tới. Anh bạn, Trần Cương tôi tôn trọng nhất là những người đàn ông mạnh mẽ, hôm nay coi như nể mặt mũi, mọi người cùng nhau làm vài ly, có được không? Thấy Diệp Vô Phong lại sắp đóng cửa lại rồi, Trần Cương lại tiếp tục mời. Diệp Vô Phong nói, Trần Cương Đối với cậu thiếu niên tên Tiểu Bảo kia hoàn toàn không quen biết, cũng không rảnh làm trò gì đặc biệt muốn xử lý cậu ta, nên anh cứ yên tâm đi. Anh lại vung tay, lại muốn đóng cửa lại, Trần Cương nhanh chân thò chân vào bên trong, anh bạn, sao phải từ chối tấm lòng của người lặn lội đường xa tới như thế? Người Đông Bắc hiếu khách, chắc là anh bạn cũng biết mà, nể mặt tôi làm vài ly rượu, cũng đâu có mất cái gì đâu. Tới đi mà. Anh ta cứ đứng mãi như vậy ở cửa, nhẹ nhàng cúi đầu tay phải hướng về phía ngoài cửa, một bộ dạng cung kính mời khách. Bỗng nhiên Thắng Tử oang oang cái mồm lên, "Anh Cương Tử, em thấy nó sợ chúng ta rồi đó." Lúc này Diệp Vô Phong đang đi vào trong phòng, nghe thấy lời này căn bản không hề có phản ứng gì. Trần Cương nhìn thấy phản ứng kia của Diệp Vô Phong, trong lòng lại càng thấp thỏm hơn, "Thắng Tử, cái thằng ngu này, nói linh tinh cái gì đó. Người ta chỉ có không thèm để ý tới tụi mày thôi, đâu ra sợ tụi mày nữa." Anh bạn được thôi, Trần Cương, vậy tôi làm phiền anh ly rượu vậy. Diệp vô phong thấy thái độ của Trần Cương vừa đủ chân thành, hơn nữa còn rất đối kiên trì, anh đành phải đồng ý với người ta. Thật tốt qua, xin hỏi tên của anh bạn đây là gì? Trần Cương nhiệt tình nhìn Diệp vô phong. Diệp vô phong, anh trả lời, lúc nào cũng ngắn gọn xúc tích như vậy. À, thì ra là ngài Diệp, với tuổi tác gần 30 của Trần Cương, thực ra thuận mồm nhất sẽ gọi người khác là anh em, nhưng vừa rồi nghe thắng tử kể lại, Diệp vô phong lại có thể dùng một chiêu đã chặn được tất cả các chiêu thức của thắng tử, còn xém chút nữa đánh gãy bàn tay của thắng tử, đối với võ công của Diệp vô phong, Trần Cương đánh giá rất cao. Trần Cương cảm thấy, võ công của Diệp vô phong có thể ngang ngửa với anh ta, hoặc thậm chí có thể còn nhỉnh hơn anh ta một chút. Khó lắm mới có một người tuổi đời còn trẻ mà lại có võ công cao như thế, nếu có thể lôi kéo về dưới chứng mình, đây sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Nhưng khi Trần Cương nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Diệp Vô Phong đối với bọn họ, bèn buông bỏ suy nghĩ này. Có điều bất kể thế nào, uống với nhau vài ly rượu, cho dù không thể trở thành bạn, ít nhất cũng thân hơn một chút, mặc dù có thù hằn gì thì cũng có thể hóa giải được chứ nhỉ? Đây là cách nghĩ của Trần Cương. Nửa tiếng sau, Diệp Vô Phong có mặt ở một phòng bao trọn trong khách sạn, Trần Cương ngồi xuống ghế chủ tiệc, niềm nở mời Diệp Vô Phong ngồi ở ghế dành cho khách quý ba anh em thắng tử chỉ có thể ngồi bên cạnh tiếp rượu hai người bảo vệ của bảo gia đã chạy đi tìm bảo gia rồi ngài diệp đây tới đông bắc là có chuyện gì cần làm sao vị khách quý nhất của trần cương tôi anh nói ra thử xem tôi có giúp được gì không trần cương rót cho diệp vô phong đầy hai phần ba ly rượu sau đó cũng tự rót cho mình một ly thắng tử bèn bận bịu nhấc bình trà lên rót trà cho hai người họ diệp vô phong bình tĩnh nở nụ cười nói tôi tới đây ở một thời gian tiện ngắm nhìn phong cảnh mùa đông ở đông bắc à ngài diệp đây thật có nhã hứng nào tôi mời ngài diệp ba ly rượu nói xong trần cương nâng ly lên một hơi uống cạn còn đưa cho diệp vô phong nhìn đáy ly hay lắm đồ của anh cương tử tốt thật đấy thắng tử liên tục vỗ tay cười nói đồng thời nhìn về phía diệp vô phong nhếch nhếch mày ý muốn bảo uống đi chứ mà trần cương tiếp tục cầm ly rỗng ánh mắt nhìn thẳng về phía diệp vô phong ý bảo rằng, tôi tôi trọng anh như vậy rồi, anh cũng uống đi chứ. Người Đông Bắc kính rượu như vậy đã thành thói quen lâu rồi, bọn họ không hề cảm thấy có gì sai. Nhưng trong mắt Diệp Vô Phong mà nói, đây chính là một cách ép rượu. Có điều, Diệp Vô Phong thực sự không để bụng, dù sao anh cũng là người học sâu biết rộng, đành mặc kệ nâng ly lên, một hơi uống cạn. mươi 352, thế này không công bằng. Được lắm, đô của ngài Diệp đây tốt lắm, gương mặt trần cương lập tức nở ra một nụ cười thắng tử rót rượu một ly rượu này khi uống vào bụng của diệp vô phong giống như có một cảm giác nóng bỏng trôi xuống theo suốt từ cổ họng truyền xuống đến tận dạ dày từ đầu đến chân anh đều trở nên ấm hẳn lên trần cương cười nói ngài diệp đây là loại rượu nặng người đông bắc thích nhất là rượu cốt thế nên nồng độ cồn hơi cao anh uống có quen không diệp vô phong cười nhạt cũng tạm cảm ơn trần cương nói ngài diệp xin đừng khách khí với tôi như vậy nào ly thứ hai kết quả sau khi trần cương kính hết ba ly rượu xong thắng tử cũng đứng lên cũng như vậy nâng một ly ngài diệp trước đây tôi mạo phạm đến anh tôi xin kín anh hai ly xem như nhận lỗi với anh thắng tử tôi cặn trước xem như kính trọng anh ừng ực ừng ực ừ, ừ. tên thắng tử to xác sung sướng nốc hết một ly rượu đầy sau đó cũng giống như trần cương nâng cái ly rỗng lên nghi ngờ nhìn diệp vô phong diệp vô phong bèn cười nói chao ôi thế này là chơi cậy đông hiếp yếu sao trần cương nhân mày nói thắng tử cậu chỉ cần kính một ly là được rồi sao còn bắt ngài diệp đây phải uống nữa thắng tử ngại ngùng nhếch nhếch mép phải phải anh cương tử chắc do em tận tâm quá rồi ngài diệp mời tay phải của thắng tử nhẹ nhàng đưa về hướng diệp vô phong ý bảo nâng ly lên đi chứ diệp vô phong cũng không quan tâm nhiều nâng ly lên một hơi uống cạn được rồi tôi chỉ uống được thế thôi bây giờ tôi ăn thêm chút gì đó vậy là được rồi vậy được lên món biểu hiện của trần cương cực kỳ hiền hòa ngược lại diệp vô phong cũng không thèm khách khí nhìn thấy người ta bày lên một đĩa bánh bao thịt lớn trắng trắng thơm thơm nóng hổi một mình anh ăn hết sáu cái sau đó lau miệng trần cương cảm ơn anh đã chiêu đãi tôi phải về đây ấy ngài diệp đừng vội về thế ăn xong phải đi giải trí tí chứ trần cương tự tay nhấc ấm trà lên rót trà cho diệp vô phong diệp vô phong chớp chớp mắt giải trí sau bữa ăn này tôi không tham gia trần cương lắc đầu ngài diệp đây hiểu lầm rồi ý của tôi là sau khi chúng ta uống vài ngụm nước xong trần cương tôi muốn so tài với ngài diệp đây một chút trong lòng diệp vô phong thầm nghĩ trò hay tới rồi đây anh từ từ nhăn mày chắc không bắt buộc phải so tài đâu ha trần cương à tôi ăn hơi nó rồi ấy ha ha không sao không sao, Ngài Diệp, chúng ta cứ uống vài ly trà đi đã rồi mình đi phòng luyện tập sau. Ngài Diệp, anh đừng để bụng nhé, Trần Cương tôi thích nhất là học võ, nên rất thích được kết bạn với cao thủ. Hôm nay nghe Thắng Tử nói, anh chỉ dùng một chiêu đã có thể hạ gục được nó, nên Trần Cương tôi cũng nhất định phải học được cái gì đó từ Ngài Diệp đây. Không dám không dám, Trần Cương, tôi cũng mới lần đầu học võ thôi, căn bản không dám nhận làm thầy của ai cả. Nhưng anh cũng rõ Trận so tài này không thể tránh được nữa rồi, dù gì cũng ăn của người ta rồi còn gì. Trần Cương ăn chưa no, chuẩn bị cũng rất đầy đủ chu đáo, lúc đến sân luyện tập, Trần Cương liếc mắt qua đống đồ bảo hộ kia, "Ngài Diệp, tôi hơi nặng tay, làm phiền anh mặc đồ bảo hộ vào nhé." Trần Cương cố ý thể hiện sự thân thiện, thực ra cũng là một loại thông minh, ít nhất cũng khiến Diệp Vô Phong trong trận đấu sắp tới sẽ thực sự ra một đòn hiểm. Nếu như biểu hiện ra trạng thái đối địch, cả hai bên đều ra tuyệt chiêu nói không chừng sẽ xảy ra án mạng. Theo suy đoán của Trần Cương, rất có thể người chết đó sẽ là bản thân. nặng tay, ha ha, Diệp vô phong bật cười, từ từ khởi động chân tay. Trần Cương, tôi thấy anh mới là người nên mặc đồ bảo hộ vào. Ba anh em thắng tử ở bên cạnh, người này trợn mắt nhìn người kia, bọn họ trước này chưa từng thấy Trần Cương khách khí như vậy với ai bao giờ. Càng chưa từng nhìn thấy, người nào có thể khiến Trần Cương phải mặc đồ bảo hộ? Trần Cương cười lớn một tiếng, "Ngài Diệp không cần nói đùa vậy đâu. Có điều, tôi muốn nói rõ một chuyện trước, lỡ như tôi không khống chế được bản thân, mong ngài Diệp đây thông cảm cho." Sau khi Diệp Vô Phong đứng vững, anh bày ra tư thế bắt đầu của Thái Cực Quyền, "Trần Cương, tới đi." Thế là, trong đầu của Thắng Tử hiện lên hình ảnh của những cao thủ trên mạng, đánh tan tác mấy đại sư chuyên về Thái Cực Quyền đó. Thắng Tử cảm thấy, mấy môn võ tay chân ẻo lả như Thái Cực Quyền thực sự không thể đấu với những cao thủ võ thuật chân chính được. Một khi chạm chán, cái người gọi là Đại sư Thái Cực Quyền chắn chắn sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá, thảm không nỡ nhìn. Trần Cương đứng tại chỗ nhảy nhảy lên mấy cái, hai nắm đấm nhanh như chớp tung ra, sau đó xoay người về đá chân, động tác mạnh mẽ dứt khoát, sau khi tiếp đất, lại cực kỳ ổn định. Hay, thắng tử nhịn không được khen hay, còn vỗ tay khen ngợi. Trần Cương bày ra chiêu thức phòng về, từ từ tiến lại gần Diệp Vô Phong, tôi luyện hố chân của bác phái, chủ yếu chỉ dùng chân, anh phải cẩn thận chút nhé. Diệp Vô Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng tấn đưa quyền ra, Trần Cương, anh dùng tất cả sức lực anh có đánh tới đi. Được thôi, Trường Cương nâng hai nắm đấm lên, tiến lại gần Diệp Vô Phong, nhưng đột nhiên lại xoay người lại, liên tiếp ba cước, xoay tròn như lốc xoáy phi về hướng Diệp Vô Phong, không hề có một chút nào lưu tình. Chân anh ta xé gió lao tới, Đến Thắng Tử nhìn thấy cũng phải giật mình, cước pháp kinh khủng thật. Lúc bản thân bị ăn đòn, anh cương tử chính là dùng Liên Hoàn Ba Cước này đây. Cái loại Liên Hoàn Ba Cước này, thực ra khá là phổ biến, hầu như tất cả những người học võ đều biết cách để né chiêu thức này. Nhưng người đã đạt tới cảnh giới đại sư rồi, chỉ còn một lần đột phá nữa là tiến vào cảnh giới võ sư như Trần Cương, khi dùng đòn Liên Hoàn Ba Cước này, so với những người bình thường khác, tác dụng của nó khác xa nhiều. Đầu tiên là khả năng nhận biết về vị trí và trạng thái của đối thủ, khẳng định rằng Trần Cương nhạy bén hơn rất nhiều so với những cao thủ bình thường. Thứ hai, sau khi cảm nhận được vị trí và trạng thái của đối thủ, vị trí công kích của bản thân phải lập tức được điều chỉnh, như vậy thì mỗi một chiêu mà bản thân phóng ra mới có thể khiến đối thủ rơi vào thế khốn cùng. Dạng điều chỉnh kỳ diệu này mới chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cao thủ và người bình thường khi học võ. Diệp Vô Phong nhẹ nhàng lùi lại, sử dụng chiêu thức thái vân thủ, từng bước từng bước hóa giải liên hoàn ba cước của Trần Cương. Ha, Trần Cương ha to một tiếng, liên tiếp hai đấm xuất ra, một đấm thẳng, một đấm móc lên, lại một đấm thẳng, luân phiên đánh tới, cuồn cuộn như thế rồng. Hai tay diệp vô phong, đẩy tới đẩy lui trước ngực, sử dụng một trạng thái, dùng ý không dùng sức, lại hoàn toàn hóa giải được những đòn công kích mạnh mẽ của Trần Cương. Trần Cương càng hưng phấn hơn, một loạt tấn công kia có tổng cộng hơn hai mươi mấy chiêu sau đó thu người lùi về sau hai mắt mở to khóa chặt trên người diệp vô phong đánh hay lắm diệp vô phong khen một tiếng nhưng vẫn bình thản như không trần cương nhân mày nói ngài diệp anh không hề đổi tay như vậy không công bằng diệp vô phong nói được vậy lần sau tôi đổi tay được lắm lần này trần cương càng đề phòng hơn sau khi xông lên đã dùng toàn bộ võ thuật chân của bản thân hai lòng bàn chân đạp ra, khiến cho người khác phải đầu váng mắt hoa. Diệp vô phong có thể nhìn ra, võ thuật cước pháp của Trần Cương thực sự cực kỳ thông thạo, đã được xem như ăn nhập vào máu rồi. Hơn nữa, sức mạnh của đôi chân anh ta, thực sự rất mạnh. Dù sao Diệp vô phong cũng ăn cơm của người ta, uống rượu nhà người ta, còn bị người ta đoán chúng, Diệp vô phong thực sự không tiện đánh thẳng tay với người ta. Ngôn tình tổng tài. chat. Trần Cương rõ ràng cảm thấy đường bàn chân mình bị một cái kìm sắt kẹp chặt. Hơn nửa tay của Diệp vô phong, mới chỉ vặn có một cái. Trần Cương đột nhiên xoay người lại, cùng lúc đó chân phải của anh ta hướng vào đầu Diệp vô phong đạp tới. Cách hóa giải chiêu thế này, cực kỳ hiểm ác. Cơ thể Diệp vô phong hơi hạ xuống, sức mạnh trên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ khóa chặt Trần Cương vào lồng ngực, dùng sức quật ngã. chương 353, trong lòng thấp thỏm. Bình bịch, trần cương giống như bị một cái máy xúc vật ngã xuống mặt đất ngã một cách thảm hại nhưng trần cương thực sự là một người được đào tạo bài bản lật người một cái là có thể đứng dậy ngay ngơ ngác nhìn diệp vô phong đã có thể khiến bản thân ngã lăn ra như vậy quan trọng là người ta vẫn còn nhẹ tay chán nếu không lúc đập vào tường thì bản thân đến sức để chống lại cũng không có ngã tới mức vỡ sọ rồi cũng nên trần cương căn bản kham không nổi ý nghĩ tiếp tục đối chiến nữa chắp hai tay lại nói ngài diệp quả nhiên võ công cao cường trần cương nhận thua diệp vô phong cười nói vậy tôi về ngủ đây trần cương vội vã tới gần lớn tiếng nói ngài diệp à võ công của anh đơn giản mà nói giống như ma pháp vậy đó anh gia nhập với chúng tôi đi được không để tôi báo với ông chủ lôi một tiếng ông chủ lôi nhất định sẽ thích nhưng cao thủ như anh đây lương bổng ít nhất cũng phải vài chục tỷ lương bổng của trần cương đã đạt mức một tỷ rưỡi rồi diệp vô phong nhăn mày ông chủ lôi trần cương vội vàng giải thích ở đông bắc chỉ cần nhắc tới ông chủ âu dương lôi thì người trong giang hồ đều phải dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi ông chủ lôi là người mà ở cả thế giới ngầm lẫn người dân hay chính phủ ở đây đều phải nể mặt có thấy khách sạn quốc quyền không nó chính là tài sản của ông chủ lôi đấy phía dưới còn có sòng bạc sàn đấu boxing à đúng rồi ngài diệp nếu anh cảm thấy có hứng có thể tới sàn boxing tập luyện Tiện thể dạy cho cái đám không biết trời cao đất dày kia một bài học cũng được. Diệp Vô Phong lắc đầu, không cần đâu, tôi phải quay về ngủ đây, tạm biệt. Một xã hội đen lão luyện như Diệp Vô Phong, tất nhiên nhìn ra được ý tứ lôi kéo của Trần Cương, nhưng anh tới đây là để đối đầu với Âu Dương Lôi, sao có thể lại gia nhập xuống dưới trướng của gã ta được chứ? "Ây, ngài Diệp, vậy để tôi đưa anh về." Mặc dù Trần Cương ngã một cú rất đau, nhưng xương cốt vẫn may không bị gãy cái nào không cần tiễn đâu, tôi tự về được. Diệp vô phong không muốn liên quan quá nhiều với bọn họ, bước vào thang máy, cửa thang máy dần đóng lại. Trần Cương nhắn mắt lại một chút, rồi vẫy tay với thắng tử, ngày mai báo cáo lại cho anh Dũng. Vâng, thắng tử trả lời ngay. Anh Cương tử này, thực ra lúc trước em có gọi cho anh Dũng một cuộc rồi, mà anh Dũng không chịu nghe em ấy. Sắc mặt Trần Cương đanh lại, nhất định là anh Dũng đang bận chuyện gì khác, bỏ đi để mai anh mày tự đi báo cáo với anh dũng vậy diệp vô phong không thích tiếp xúc nhiều với bọn họ ở lại một đêm sáng hôm sau đã trả phòng luôn nhưng lúc anh rời đi ở đây có hai người bảo vệ tiến lại gần hỏi ngài diệp ngài muốn đi đâu sao ạ anh cương tử có dặn rồi ở khách sạn quốc quyền ngài có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn hoàn toàn miễn phí ạ diệp vô phong lắc đầu tôi có hẹn với bạn rồi không ở đây nữa cảm ơn ấy Ngài Diệp, ngài đừng đi chứ, hai người bảo vệ thấy không thể ngăn cản Diệp Vô Phong bèn có chút bối rối. Diệp Vô Phong vẫy ngay một chiếc taxi, nhanh chóng rời đi. Đợi tới lúc hai người bảo vệ kia định đuổi theo, thì Diệp Vô Phong đã ngồi trên taxi không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Đại ca, em tìm được một nơi, cũng không tệ đó chứ. Đường chảm khoe khoang với Diệp Vô Phong. Hê, hey, một toàn văn phòng 18 tầng, chứa được vài trăm công nhân dễ như ăn bánh đến cả chỗ ăn chỗ ở cũng được giải quyết rồi. Ừm, cũng được, làm khá đấy. Diệp vô phong hài lòng gật đầu. Vậy lấy chỗ này làm chi nhánh đầu tiên của nhà họ Lâm ở Đông Bắc đi. Nhà họ Lâm, đại ca, rõ ràng là việc làm ăn của anh, rồi mắc cái gì lại ghi tên nhà họ Lâm lên. Đường chảm nhăn mày nói. Diệp vô phong liếc anh ta một cái, tiền của tôi, cũng là tiền của chị dâu cậu không phải sao. Vâng vâng, đương nhiên là đúng rồi. Đại ca, Tiền của em cũng là tiền của chị dâu, anh cứ lấy đi dùng luôn đi." Đường chảm bợ đít nở một nụ cười châm chọc. Diệp Vô Phong lại liếc anh ta thêm cái nữa, bớt thấy sang bắt quàng làm họ. "Đúng rồi, phải vài xí nghiệp nhỏ tới Phụng Thiên đi, bắt đầu cạnh tranh với Âu Dương Lôi." "Ok, em đi làm ngay." Đường chảm cười hí hí nói. "Đại ca, chỗ này lạnh khủng khiếp luôn, không cẩn thận còn có thể đông cứng người thành cây kem luôn ấy." "Phát triển ở chỗ này thì có gì tốt chứ?" diệp vô phong nói chưa nghe nói tới ba bảo bối của đông bắc sao ở đây tài nguyên rất phong phú sau này khi lật đổ được âu dương lôi rồi chỉ có một mình chúng ta độc chiếm nơi này trở thành tổ chức lớn mạnh nhất ưm ừ, ưm bây giờ em có thân phận hợp pháp rồi không sợ bị cảnh sát kiểm tra nữa he he đường chảm cực kỳ vui vẻ hỡi những em gái đông bắc anh tới đây diệp vô phong đập cái bốp lên lưng anh ta cậu không thể tu tâm dưỡng tính lại được hả Tìm một cô gái cùng nhau vui vẻ sống qua ngày không được hả?" Đường chảm cười hắc hắc, "Em không muốn giống như đại ca đâu, biến thành ô sin cho vợ. Hơn nữa, cũng không có người phụ nữ nào xứng đáng để Đường chảm em trở thành ô sin cho người ta, anh thấy có phải không?" Diệp Vô Phong lại lườm anh ta, "Gì mà biến thành ô sin cho vợ? Của tôi cũng là của cô ấy, của cô ấy cũng là của tôi, chúng tôi căn bản chính là một cơ mà." Thời gian này cậu ở trong nước xây dựng mối làm ăn là được rồi đương chảm nói nếu cái gì của anh cũng là của chị ấy vậy anh định buông bỏ long môn hai tay dâng cho chị dâu vậy có phải là xong rồi không cậu lại nói linh tinh cái gì vậy diệp vô phong cau mày tôi đã không còn là tư lệnh của long môn nữa rồi cho dù tôi vẫn là tư lệnh long môn cũng không có cái quyền giao long môn cho ai nếu không tôi làm gì còn mặt mũi nào để nhìn anh em của long môn vâng vâng được chưa đường chảm nhếch mép dù sao của em cũng là của anh anh muốn thế nào cũng được diệp vô phong nhìn tòa văn phòng nói ừm đây xem như một chi nhánh của công ty hoa cường đi Đường chảm nói công việc cụ thể em không biết gì đâu nhé em chỉ phụ trách tìm chỗ rồi xem mặt bằng thôi đấy được rồi tôi sẽ liên lạc với chị dâu cậu để cô ấy phải vài người tới đây gì cơ anh thuê một tòa văn phòng ở phụng thiên để làm một chi nhánh của tập đoàn hoa cường á Trời đất ơi, sạc hàng của anh cũng lớn quá rồi đó. Em còn chưa kịp chuẩn bị gì hết trơn. Mặc dù Lâm Thư Âm vẫn luôn muốn mở rộng công việc kinh doanh của nhà họ Lâm, nhưng cũng cảm thấy thế này lại phát triển nhanh quá mức, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cô có chút trở tay không kịp. Xây dựng lại công trình cảng ở Hoa Hải đã là một công trình có quy mô rất lớn rồi, vậy mà đối với Diệp Vô Phong lại cứ làm như đang chơi một trò chơi nhỏ xíu xiu. Diệp Vô Phong nói, em để mấy chuyện kia giao cho Tiêu Sắc là được rồi. Em theo một đội tới Phụng Thiên, bắt đầu thực hiện công việc đi. Nhưng mà, mặc dù cô ấy vẫn luôn theo sát công trình, nhưng trong tay em vẫn còn rất nhiều việc, không phải chuyện cô ấy có thể lập tức đảm nhận được đâu. Lâm Thư Âm vẫn đang cảm thấy khó xử. Không sao, anh cho em thời gian 3 ngày để chuyển tiếp công việc, sau đó thì tới Phụng Thiên. 3 ngày, anh nói đùa gì vậy? 3 ngày làm sao mà đủ, ít nhất cũng phải 5 ngày. Lâm Thư Âm có chút bối rối, nhưng cũng có chút kích động. Phụng Thiên lại là một chân trời mới đó. Vậy được, năm ngày nhé, em nhanh lên đấy. Diệp vô phong cúp máy. Vậy mà Lâm Thư Âm lại thấy vừa mừng vừa tuổi, từng có một người đàn ông nói với cô rằng, cô có thể có cả thế giới, lúc đó cô thực sự đã động lòng, nhưng vào thời gian bắt đầu thực sự chiếm lấy giới kinh doanh toàn thế giới, trong lòng cô lại có chút thấp thỏm, lo lắng bản thân có thể sẽ không làm tốt được. Thậm chí, điều quan trọng nhất là lấy đâu ra tiền đây. Vậy mà Lâm Thư Âm không hề biết gì hết. Diệp Vô Phong ra khỏi tòa văn phòng, tiện thể đi ngó ngàng xung quanh, cảm thấy đúng là rất vừa ý, đúng lúc này lại nhận được điện thoại của Bạch Tinh Đồng, "Alo, Diệp Vô Phong, anh đang ở đâu đó?" Diệp Vô Phong cũng vô cùng bất ngờ, "Nếu tôi nói tôi đang ở Phụng Thiên, cô có tin không?" "Quác, bớt giỡn đi nha, cái ngày lạnh nhất mùa đông thế này, anh tới Phụng Thiên làm qué gì?" Bạch Tinh Đồng không tin. Chương 354, tôi cần tư vấn hay là tôi gửi vị trí nhờ cảnh sát bạch đến đón tôi nhé diệp vô phong nhịn không được nói trong đầu xuất hiện gương mặt xinh đẹp của bạch tinh đồng trong lòng diệp vô phong tràn đầy áy náy hả bạch tinh đồng ngơ ngẩn à được anh lập tức gửi vị trí qua đi tôi đi tìm anh chúng ra gặp mặt rồi nói diệp vô phong thật sự đến thành phố phụng thiên rồi đến tìm cô ư tâm hồn thiếu nữ của bạch tinh đồng kích động cái gì cũng không quan tâm nữa lên xe, hướng về địa chỉ mà Diệp vô phong gửi, theo hướng dẫn mà đi. Tiếp theo tiếng thắng xe chói tai, một chiếc xe mang biển số cơ giới, rẽ gấp rừng ở bên đường cạnh Diệp vô phong. Diệp vô phong mỉm cười đứng lên, cửa xe vừa mở, bạch tinh đồng mặc đồng phục cảnh sát, vội vàng lúng túng xuống xe, đột nhiên phóng tới chỗ Diệp vô phong, lại nhìn thấy xung quanh vẫn còn rất nhiều người dân, ngay tại nơi cách Diệp vô phong khoảng một cánh tay, dừng chân, Vẻ mặt kích động nói: "Anh, sao anh lại đến Phụng Thiên? Đến để tìm tôi ư?" Diệp Vô Phong vốn định phủ nhận, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tha thiết của cô ta, mà xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Bạch Tinh đồng dưới sự kích động, đôi mắt đẹp chớp liên hồi, rồi đột nhiên chỉ trích: "Nếu anh đến tìm tôi, sao không chủ động gọi điện thoại cho tôi?" Diệp Vô Phong nhếch nhếch miệng, chuyện này thật không có cách nào giải thích, chỉ có thể nói thật ra là tôi còn đang bận chuyện khác. "Ồ, bạch tinh đồng im lặng một lát bỗng nhiên nói lên xe đi đâu diệp vô phong nhìn trái nhìn phải trong lòng đột nhiên cảm thấy giống như lâm thư âm đang ở một bên nhìn vậy bạch tinh đồng trợn mắt anh không cảm thấy ở trên đường rất lạnh hả à cũng phải thật ra diệp vô phong đã lạnh phát run rồi mở cửa xe ngồi trên ghế phụ bạch tinh đồng không quan tâm gì nữa nhào tới ôm diệp vô phong hôn má anh một cái lại hừ nói mặt lạnh quá trên mặt Diệp Vô Phong vẫn còn nước bọt của Bạch Tinh Đồng, nhân mày nói, Bạch Tinh Đồng, cô đừng có tham lam như vậy được không? Hứ, tôi không thèm hôn anh đâu, Bạch Tinh Đồng chừng anh, trong lòng lại bối rối, phù một tiếng, khởi động xe, chạy như bay. Kít, Bạch Tinh Đồng dừng xe ở một góc quảng trường, im lặng một hồi. Sao thế, Diệp Vô Phong cảm thấy bầu không khí không ổn, không lẽ lại gặp phải mấy vụ kỳ án? Phải, mà cũng không hẳn lúc Bạch Tinh Đồng ngẩng đầu lên, vậy mà đã nước mắt đầy mặt. Hả, cô, cô đừng khóc, Diệp vô phong mà nhìn thấy phái nữ khóc, sẽ dối, dù sao, anh và Bạch Tinh Đồng cũng từng thân mật, cô vừa khóc, trong lòng Diệp vô phong liền rối loạn, nói đi, cuối cùng là gặp phải chuyện khó gì. Tôi sẽ giúp cô giải quyết. Đây là do bản năng bảo vệ của đàn ông, không thể bỏ mặc phụ nữ yếu đuối trước mặt mình. Bạch Tinh Đồng nắm chặt tay Diệp vô phong, giống như tìm chút cảm giác an toàn, sau đó mới chậm rãi nói, bố tôi Bạch Trấn Vũ, ở ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chỉ là một cán bộ bình thường, nhưng chức trách của ông chính là điều tra ngầm cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. À, Diệp Vô Phong gật đầu, đúng vậy. Nhưng mà, ngày hôm qua, bố của tôi lại bị người khác tố cáo, tố là nhận hối lộ 3 tỷ rưỡi. Bị cục giám sát giải đi rồi. 3 tỷ hơn, không nhiều mà. Diệp Vô Phong không cảm thấy đây là chuyện gì lớn. Anh, con người của bố tôi Tôi rất rõ, ông là người một phân tiền cũng không tham ô. Càng không thể nào nhận hối lộ. Nhưng, nói đến đây, Bạch Tinh đồng hận đến nghiến răng, tôi cũng không rõ lắm. Cục giám sát tìm ra ở dưới giường của ba tôi, tìm được đến hơn 17 tỷ tiền mặt. Hơn nữa đều là tiền cũ, tôi có xem ảnh chụp vật chứng rồi. Ha ha, làm cán bộ, trước mặt một dáng, sau lưng một dáng rất nhiều, Diệp vô phong thuận miệng nói. Anh nói bậy, bố tôi tuyệt đối không phải người như vậy. 17 tỷ tiền mặt kia, chắc chắn không phải ba tôi giấu." Bạch Tinh đồng gào. "Được được được, dù cho sự thật như thế nào, cô gào với tôi cũng không có tác dụng gì, đúng không?" Diệp Vô Phong vội vàng an ủi, chỉ cần số tiền đó thật sự không phải do ba cô tham ô hối lộ mà có được, rồi sẽ tra được manh mối thôi. "Bây giờ cô có manh mối gì không?" Bạch Tinh đồng buồn rầu nói, "Tôi bây giờ là người nhà của Phạm Nhân, cho dù tôi có muốn tự mình tra án này" nhưng dựa theo pháp luật, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nếu như đây là vụ oan, vậy chắc chắn có liên quan đến Âu Dương Lôi. Hoặc là người dưới trướng của anh ta làm. Diệp vô phong trực tiếp đưa ra kết luận. Đúng vậy, tôi cũng nghi ngờ Âu Dương Lôi, nhưng mà, muốn tìm manh mối thật sự quá khó. Chỗ ở của Âu Dương Lôi canh phòng nghiêm ngặt, cho dù tôi có vào được, cũng không cách nào tìm được manh mối có ích. Bạch Tinh Đồng lau nước mắt, muốn bản thân mình kiên cường lên. Bố của cô gần đây nhất tiếp xúc với người như thế nào? Có cách nào tra được không? Bạch Tinh Đồng như cú thở dài, "Bố tôi công tác ở ủy ban kỷ luật, bình thường làm việc gì, không có kể tôi nghe. Hơn nữa, công việc của tôi cũng bận rộn, cha con chúng tôi gần như 3 ngày không gặp mặt một lần, tôi cũng không biết ông sẽ tiếp xúc với loại người gì." Đến lúc này, trong lòng Bạch Tinh Đồng tự trách không thôi, mình có phải là đã quan tâm đến ba ít quá? Con gái bất hiếu Diệp vô phong trầm ngâm đôi chút nói, vậy thì cô hãy chú ý, bản án bố cô từng xử lý, đã khiến cho những ai té ngựa. Bạch Tinh Đồng gật đầu, thật sự có một nhân vật trọng yếu té ngựa, chính là tên Điều đắc ý phó cục trưởng cục công an của thành phố Phụng Thiên, ông ta và Âu Dương lôi âm thầm cấu kết, tham dự các hoạt động thông đồng cấu kết, bị ba tôi nắm được thóp, kiên quyết giao ông ta cho tỉnh thẩm tra. Trước mắt, Điều đắc ý đã té ngựa, liên quan đến sự việc nhận hối lộ, đang do cơ quan công an điều tra, còn chưa định án. Ha ha, vậy thì đúng rồi. Diệp Vô Phong tán thưởng, bắt đầu ra tay từ điều đắc ý này đi. Được, anh nói xem phải làm sao. Khi có Diệp Vô Phong ở đây, Bạch Tinh Đồng rất tự nhiên ỉ lại vào anh. Diệp Vô Phong nói, trước mắt thì điều đắc ý vẫn còn bị giam, muốn gặp ông ta không dễ, nhưng mà, chúng ta có thể tìm luật sư của ông ta. À, là anh ta, Trương Kiến Đức, Bạch Tinh Đồng hưng phấn nói. Trương Kiến Đức cũng xem như là một luật sư có tiếng ở thành phố Phụng Thiên, anh ta mở văn phòng văn phòng luật sư Kiến Đức mà anh ta mở, làm ăn tương đối tốt, này không, có một người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng đang cùng anh ta thảo luận sự việc của vụ ly hôn. Ngoài cửa có hai người trẻ tuổi đến, nhìn có vẻ giống một cặp tình nhân, vào cửa liền hỏi, "Luật sư Trương Trương Kiến Đức có ở đây không?" Trương Kiến Đức vội vàng đứng lên, "Tôi đây, hai vị có việc gì không?" Diệp Vô Phong nói, "Chúng tôi cần tư vấn." về phí tư vấn tùy anh định. À, xin hỏi hai vị cần tư vấn về phương diện nào của vấn đề? Căn cứ vào mức độ phức tạp của vấn đề, chúng tôi sẽ có tiêu chuẩn thu phí khác nhau. Trương Kiến Đức nghe đến mấy chữ, tùy anh định, tinh thần cả người chấn động. Này, Diệp vô phong tùy tiện rút ra hai tờ tiền gần một triệu, đặt trước mặt Trương Kiến Đức, chúng tôi cần một không gian riêng tư. Không vấn đề gì, trên lầu tôi có một phòng chuyên cho tư vấn, Trương Kiến Đức thu hai tờ tiền vào, Hả, còn vấn đề của tôi thì sao? Phải có thứ tự trước sau chứ? Người phụ nữ vẻ mặt ảm đạm kia không làm nữa. chương 355, đắc tội với người đàn bà tranh chua. Trương Kiến nước vội vàng dùng gương mặt tươi cười giải thích, bà tạ, thật ngại quá, bọn họ là bạn của tôi. Hay là, tôi cho luật sư khác tiếp tục tư vấn cho bà, thế nào? Bà tạ xoẹt một tiếng, mở cái túi của mình ra, lấy ra từ bên trong một sấp tiền, tùy ý rút ra năm tờ, ném lên bàn, luật sự trương, không phải do họ đưa tiền nhiều thôi sao? Tôi đưa trước 2 triệu, còn phí tư vấn tính riêng. À, trương kiến đức nhìn hai triệu kia, rung động rồi, nhưng cũng ngại đổi giọng. Vẻ mặt của bạch tinh đồng đanh lại, muốn tranh chấp với người phụ nữ kia, diệp vô phong vội vàng dùng ánh mắt ngăn cô lại, đưa tay ra với trương kiến đức, vậy được, chúng tôi đợi rồi nói sau. Trương Kiến Đức trần trừ một lát, vẫn là đem tiền mà Diệp Vô Phong đưa trả lại cho anh, sau đó lấy hai triệu của bà kia, cười ái náy với Diệp vô phong, mời hai vị đợi trong chốc lát, tôi sẽ xong nhanh thôi. Bà tả kia thấy đối phương tuổi trẻ, lại chịu nhượng bộ, nên dùng ánh mắt thắng lợi, nhìn lướt qua hai người Diệp vô phong, luật sư Trương, sao lại nói là sẽ xong nhanh thôi. Tôi nói cho cậu biết, bản án của tôi rất phức tạp, liên quan đến phân chia tài sản sau khi ly hôn, cậu phải xử lý án của tôi rõ ràng, mới có thể nhận án khác. Bạch Tinh Đồng đang lo lắng thiếu chút nữa nổi điên, Diệp Vô Phong níu cô lại, "Được rồi, đừng chấp nhặt với phụ nữ." Bạch Tinh Đồng rất nghe lời anh, lại ngồi xuống, tức giận mà nhìn bóng lưng của bà Tạ kia. Vì vậy, bà Tạ kia cố ý hỏi cái này hỏi cái kia, nhưng mà liên quan đến tài sản thì phức tạp thật, khó trách người phụ nữ này muốn ly hôn, thật sự quá mạnh rồi, bất kể chuyện gì cũng muốn tranh hơn thua, hơn nữa, bà lại là chủ tịch tập đoàn Tạ thị. Tập đoàn Tạ thị mạnh lắm sao? Diệp vô phong tiến đến bên tai Bạch Tinh Đồng, thấp giọng hỏi. Bạch Tinh Đồng còn đang phẫn nộ chừng mắt nhìn bóng lưng của vị chủ tịch tạ kia, nghe vậy cũng thấp giọng đáp tập đoàn tạ thị ở Phụng Thiên, cũng coi như trong top 50 xí nghiệp lớn, giá trị trên thị trường hơn 100 tỷ, liên quan đến nông lâm nghiệp, chăn nuôi, bất động sản và các ngành khác, làm ăn tương đối lớn. Ồ, tôi sẽ thu mua nó. Diệp vô phong ghé vào bên tai Bạch Tinh Đồng, nháy mắt mấy cái với cô. Hả? thu mua tả thị, bạch tinh đồng nhịn không được kinh hô. Ừ, bà tả cũng kia nghe được, ngoảnh đầu lại, hư lạnh một tiếng, đúng là cánh rừng lớn loài chim gì cũng có, chém gió bê cũng không dám chém như vậy. Cậu tưởng cậu là Bill ghét chắc, tùy tiện có thể thu mua tả thị của chúng tôi, dù cho cậu có liếm giày cho bà đây, bà đây còn chê đầu lưới cậu chát. Bạch tinh đồng vụt cái đứng lên, vừa muốn tiến lên, Diệp vô phong lần nữa ngăn lại, ba ngày sau, lại xem xem vị chủ tịch tạ này làm sao kiêu ngạo với tôi. Ba ngày, thắng nhóc thối tha, chém gió cũng dữ quá đi chứ. Cho mày cả đời, mày cũng không thu mua được tạ thị chúng tao. Bà đây không bán, bà tạ hung giữ trừng diệp vô phong, không buông tha. Ba, bán, hay, không bán, có đôi khi không làm chủ được đâu. Diệp vô phong tự nhiên nói. Lời này còn có nghĩa khác, từ bán, với phụ nữ mà nói, có tính vũ nhục nhất định trên trán trương kiến đức, ứa ra mồ hôi lạnh, trời ơi, cái người trẻ tuổi này là ai vậy? Tùy tiện mở miệng, đã nói muốn thu mua tả thị. Chẳng lẽ là người giàu nhất cả nước? Không thể nào, người giàu nhất cả nước mọi người đều biết mà. Bà tạ này nghe được giọng điệu, bán, hay, không bán, của Diệp vô phong, bà lập tức nổi trận lôi đình, vụt một phát đứng dậy, cầm túi nhắm vào đầu của Diệp vô phong mà đập, tao đập chết mày cái thằng nhóc khốn nạn thối tha. Muốn chết hả, diệp vô phong không nhúc nhích bạch tinh đồng đã phi lên đá một cước trực tiếp đá túng cổ tay phải của bà tạ cái túi của bà tạ vèo cái bay ra ngoài a à, bà tạ la lên như bị bò cạp cắn hét lên một tiếng không màng thể diện đánh về phía bạch tinh đồng một cước mà bạch tinh đồng đã đá bà cổ tay cực kỳ đau nhức bạch tinh đồng lách mình bà tạ kia la lên một tiếng tự mình té xuống đất này đừng đánh đừng đánh mà dừng tay đánh nhau là phạm pháp đó. Trương Kiến Đức cực kỳ lo lắng, nhưng không dám tùy tiện can ngăn. Bà tạ giấy ruộng bò dậy, tức sùi bọt mép, hung dữ nhìn chằm chằm vào bạch tinh đồng. Bà ta vừa rồi còn không đụng được tới góc áo của đối phương, tự nhiên cũng biết bản thân không phải đối thủ của người ta. Vì vậy, bà ta rú lên quái dị được, mấy đứa nhóc, tụi bay chờ đó. Tao đây tạ đại cước nếu như không chỉnh đốn được hai đứa bay, tao theo họ tụi bay. Nói xong, bà ta cũng không quan tâm vụ tư vấn nữa, chật vật chạy ra khỏi văn phòng luật sư. Hai vị, các vị chọc ra phiền toái lớn rồi, đắc tội với chủ tịch Tạ, ai, phải làm sao đây? Trương Kiến Đức cười khổ, chủ tịch Tạ là người sẽ không buông tha cho người khác, đợi lát nữa nhất định sẽ dẫn người qua trả thù, văn phòng của tôi thế nào cũng bị đập nát, hai vị nên đi nhanh đi. Thì ra, trước đó Trương Kiến Đức cũng không biết thân phận của bà Tạ, cho đến khi bà nói đến tập đoàn Tạ thị, Trương Kiến Đức mới đột nhiên ngỡ ra, thoạt nhìn bà ta giống một bà oán phụ, vậy mà lại là chủ tịch tập đoàn tạ thị. Bà chủ tịch tạ này, vốn tên là tạ Đại Cước, về sau làm ăn lớn rồi, đổi tên của mình thành tạ Ngọc Thanh. Nhưng mà lúc nãy dưới tình huống tức mộ đầu, theo thói quen sử dụng tên vốn có của mình. Diệp vô phong tự nhiên nói, luật sư Trương, buổi tư vấn của tôi vẫn chưa xong, sao có thể đi. Trương Kiến Đức lau một đầu mồ hôi lạnh, vị khách này ngài muốn tư vấn nhưng chúng ta đổi chỗ đã được không ví dụ như là quán cà phê ở phía trước hai vị đến quán cà phê đó đợi một chút tôi sẽ tới liền được không diệp vô phong lắc đầu quán cà phê tôi đã đưa tiền tư vấn không muốn lại đưa thêm tiền cà phê đâu à được được tiền cà phê tôi trả hai vị tự nhiên gọi uống cà phê gì cũng được trương kiến đức gấp muốn chết nếu như tạ đại cước quay lại hai kẻ mạnh chạm mặt cái văn phòng luật sư nhỏ bé của mình sẽ thảm lắm." Diệp Vô Phong ra đến bên ngoài, Bạch Tinh Đồng đi khởi động xe, anh đi gọi điện thoại cho Đường Trạm, tìm chút việc cho cậu làm, lập tức tìm nơi gọi là tập đoàn Tả Thị ở thành phố Phụng Thiên, thu mua lại cho tôi. Đường Trạm chỉ trả lời một chữ, "Được", rồi cúp điện thoại. Anh ta không cần hỏi lý do, càng không cần hỏi thời gian, bởi vì là lập tức. Hơn nữa, chuyện này không cần anh ta đích thân đi làm, chỉ cần dặn cấp dưới Tự nhiên sẽ có người hoàn thành thuận lợi, hơn nữa sử dụng thủ đoạn gì cũng không cần đường trảm bận tâm. Thần lực phương của Long môn không chỉ có tiền tài ngang ngửa một quốc gia, còn có đoàn đội lớn mạnh, bất kể là ở phương diện chiến lực hay là phương diện buôn bán đều cực kỳ mạnh, sấm rền gió cuốn. Kít, kít, tiếng thắng xe chói tai vang lên, có hai chiếc xe việt dã Land Rover chặn đầu xe của Bạch Tinh Đồng. Tám tên đàn ông cao lớn từ trên Land Rover bước xuống mang theo khí thế áp bách mạnh mẽ, đi về phía Diệp Vô Phong. Dừng tay, Bạch Tinh Đồng đẩy cửa xe bước xuống, nhỏ rộng quát. Có hai tên to con, trong tay cầm gậy bóng chảy, nghiêm mặt đi về phía Bạch Tinh Đồng. Đánh cho tao, người đánh cho tàn phế, xe đập cho nát, tiếng giống giận của tạ đại cước vang lên. Audio điện tử võ tấn bền chương 356, lập tức ra ngoài. Trương Kiến Đức vừa mới chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh này sợ đến mức lập tức trở vô kêu to mau đóng cửa mau đóng cửa tám tên đàn ông đông bắc cao to đối phó một đôi tình nhân nhỏ trong quan niệm của trương kiến đức kết quả đã định sẵn rồi anh ta không có năng lực bảo vệ đôi tình nhân này chỉ cầu tự lo cho bản thân mình thôi nhưng mà ngay lúc nhân viên cấp dưới của anh ta đóng ký cửa từ bên trong cửa thủy tinh nhìn ra cảnh tượng bên ngoài làm anh ta cực kỳ kinh ngạc tám tên đông bắc cao to giống y như tờ giấy, hiện tại đã ngã dạ trước cửa văn phòng luật sư. Hơn nữa ai nấy đều nhìn chật vật đến cùng cực. Dù là cô gái trong đôi tình nhân nhỏ kia, vẫn đang ở tư thế hiên ngang, rõ ràng là cô đã quật hai tên trong số đó. Hiện tại, gậy bóng chảy đang ở trong tay cô gái kia. Trương Kiến Đức vừa mới lau một đầu mồ hôi lạnh, giờ lại ra nữa, trời ơi, đôi tình nhân này thật sự chính là chiến thần hạ phàm. Tạ đại cước, có gan đừng chảy bạch tinh đồng cầm theo gậy bóng chày nhìn qua tạ đại cước đang vội bỏ trốn cô cũng khó lòng tin bà phụ nữ trung niên này vậy mà có thể chạy lạ như vậy xe land rover cũng không cần nữa sao diệp vô phong vẫy vẫy tay với trương kiến đức ra đây đi rắc rối đã được giải quyết rồi mặc dù bên ngoài đang là trời đông giá rét trương kiến đức trên mặt vẫn đầy mồ hôi to như hạt đậu nhìn tám tên đàn ông cao to còn đang ngã trên đất anh ta nơm nớp lo sợ đứng ở cửa ra vào văn phòng luật sư ờm vị tiên sinh này, phiền anh đến đây nói đi. Thì ra, hai chân của anh ta đang run, căn bản không đi qua được. Bạch Tinh Đồng đem xe đậu lại chỗ cũ, Diệp Vô Phong sách theo gậy bóng chảy, ở trước mặt mấy tên đàn ông kia vòng nửa vòng, tụi mày nghe cho rõ, ai còn dám đối đầu với tao, tao sẽ đánh gãy hai chân của thằng đó, cút. Vèo, Diệp Vô Phong đột nhiên vung mạnh gậy bóng chảy, đám đàn ông đang ngã dưới đất, loạn choạng bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ sinh mình chỉ có hai chân vị tiên sinh này, mời vào trong, mời vào trong. Trương Kiến Đức hận không thể gặp cong eo đụng đất, dẫn hai người Diệp Vô Phong lên lầu 2, nơi này quả nhiên có một gian phòng rất yên tĩnh, đóng cửa, sẽ giống như cách biệt với thế gian. Phí tư vấn hôm nay của hai vị, hoàn toàn miễn phí. Chỉ là, không biết các vị muốn tư vấn phương diện nào của vấn đề. Trương Kiến nước dần dần bình ổn trở lại, nhưng đối với hai người Diệp Vô Phong, cảm giác sợ hãi vẫn phát ra từ đáy lòng diệp vô phong mỉm cười nhìn anh ta luật sư trương vấn đề hiện tại mà tôi hỏi anh cần anh trả lời theo sự thật nếu không ha ha tôi đương nhiên trả lời theo sự thật trương kiến nước thiếu chút nữa phát thệ rất tốt bây giờ anh trả lời tôi việc giúp điêu đắc ý biện hộ là ai tìm anh cuối cùng tội của điêu đắc ý bao nhiêu cái là thật phí luật sư của anh bao nhiêu hả chuyện chuyện này tôi không thể tùy tiện nói ra ngoài tôi phải tôn trọng riêng tư của đương sự Trương Kiến Đức thấp thỏm nói. Diệp Vô Phong vẫn mỉm cười nhìn anh ta, cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, anh biết tôi biết, trời biết đất biết. Nếu như luật sư Trương Cố chấp không nói, anh nói đến đây, để tay lên một góc của chiếc bàn gỗ lim, nhẹ nhàng tách, răng rắc. Một góc bàn gỗ lim bị cứng rắn tách xuống. Trương Kiến Đức cực kỳ hoảng sợ nhìn một màn này, trong lòng thầm nghĩ, ngón tay này nếu mà nắm lấy cổ mình, nhất định là thừa chết thiếu sống. Tôi nói, tôi nói hết. Trong nội tâm của Trương Kiến Đức, chỉ phân vân một giây đồng hồ, làm chịu thua rồi. Người tìm Trương Kiến Đức biện hộ cho điều đắc ý, là một người tên là Lâm Hoài Công, là tổng giám đốc của công ty nào đó, trả phí luật sư hơn 170 triệu. Lâm Hoài Công à, Diệp vô phong trầm ngâm. Diệp tiên sinh, đây là danh thiếp của Lâm Hoài Công. Trương Kiến Đức nếu đã nói, dứt khoát nói không úp mở, không giấu giếm nữa. Công ty đầu tư phát triển hưng thượng. Diệp Vô Phong gật đầu, rất tốt, luật sư Trương, cảm ơn anh. Bây giờ, tôi đưa anh 700 triệu, yêu cầu anh không đại diện cho Điêu Đắc Ý trong vụ kiện nữa, cũng yêu cầu bạn anh, không tham dự nữa, anh làm được không? Hả, Trương Kiến nức hơi ngơ ra, Diệp tiên sinh, điều này không hợp quy củ. Tôi có thể không làm luật sư biện hộ của Điêu Đắc Ý, nhưng bạn của tôi, tôi không khiển được người khác. Thêm 350 triệu, Diệp Vô Phong trực tiếp đánh bằng tiền. À, được rồi, Diệp tiên sinh, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức. Trương Kiến Đức đáp ứng vô cùng miễn cưỡng, loại người gan nhỏ như này, không loại trừ khả năng tùy thời thay đổi. Diệp vô phong lại nói thêm một câu, thật ra, bên trong thù lao của anh, còn có thêm một mạng. Một mạng, toàn thân Trương Kiến Đức khẽ run rẩy. Diệp vô phong nhìn anh ta gật đầu, đúng, một mạng của anh. Hả, Trương Kiến Đức sừng sốt, đến độ hai người Diệp vô phong đi lúc nào cũng không biết. Công ty đầu tư phát triển hưng thượng ở thành phố Phụng Thiên là một công ty đầu tư thực lực cực kỳ mạnh, gia nhập đều là nhà giàu đỉnh cấp của thành phố Liêu Đông. Lâm Hoài Công với tư cách là tổng giám đốc hưng thượng đương nhiên là bởi vì quan hệ với nhà họ lôi. Bởi vì nhà họ Lâm vốn là ông trùm giấu mặt của công ty đầu tư phát triển hưng thượng mà Lâm Hoài Công chẳng qua là một người do nhà họ Lâm cử xuống làm đại diện. Đương nhiên, đãi ngộ của Lâm Hoài Công tương đối cao, một chiếc may bách, ngoài ra lương 7 tỷ một năm, nếu có những nhiệm vụ khác, còn có thể tùy thời tăng tiền thưởng. Vì vậy, thu nhập của Lâm Hoài Công, cho dù ở thành phố Phụng Thiên, cũng đã là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp rồi. Giống như lần này mời luật sư cho Điêu Đắc Ý, mệnh lệnh của nhà họ Lôi là, chỉ cần làm giảm hình phạt của Điêu Đắc Ý, có thể ra giá cao mời toàn bộ luật sư tốt nhất của thành phố Liêu Đông. Vì vậy, Lâm Hoài Công mới mời Trương Kiến Đức, đương nhiên cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lâm Hoài Công đứng trong phòng làm việc của mình, Thư ký của anh ta, một cô gái đông bắc phóc dáng nóng bỏng, ăn mặc hở hang, cơ thể cực kỳ đẹp, đang lộ ra mị lực của mình với Lâm Hoài Công. Bình Nhi, cái tên này anh gọi sai rồi. Lâm Hoài Công ánh mắt ý cười nói. Tổng giám đốc Lâm, anh nói gì vậy? Đây là tên mà ông nội em đặt cho đó. Bình Nhi cực kỳ kiều diễm xinh đẹp, đang người đong đưa, ngồi bên cạnh Lâm Hoài Công, dùng sức bên cạnh chân của Lâm Hoài Công, dựa đầu lên vai của Lâm Hoài Công, một thân thể mềm mại nóng bỏng cứ như vậy dựa vào trong lòng lâm hoài công hương thơm sộc vào mũi tay của lâm hoài công hư hỏng mơn trớn ngực của cô chỗ này của em cao như vậy không hề bình sao có thể gọi là bình nhi anh thấy em về sau có thể đổi tên gọi là cổ nhi tốt hơn ha bình nhi thiếu chút cười ra tiếng tổng giám đốc lâm anh thật biết kể chuyện cười không được em cười đến đau bụng rồi ồ đau ở đâu anh giúp em xoa lâm hoài công kéo bờ vai của cô ta cốc cốc, lúc này cửa phòng bị gõ, Lâm Hoài Công cực kỳ không kiên nhẫn nói, ai? Sang giác, cửa phòng vừa mở, đối phương vậy mà trực tiếp đi vào. Ra ngoài, Lâm Hoài Công nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng của anh ta lúc nãy là một cô gái mềm mại, vừa mới đây giống như một con thỏ, từ trong lòng của anh ta nhảy dựng dậy, vội vàng chỉnh lại quần áo hở hang khó mà che hết cơ thể. Ai cho cậu vào? Lâm Hoài công chừng mắt, lập tức đi ra ngoài gõ cửa một lần nữa cho tôi chương 357, sự khác biệt giữa ba và na. Bình Nhi hét vào mặt cô gái đang đi vào, cút ra ngoài. Không thấy giám đốc Lâm đang bận sao. Bạch Tinh Đồng gọn gàng nắm chặt lấy cánh tay của Bình Nhi, ép cô ta ngồi xuống ghế sofa. Biết điều chút đi, còn nói nữa tôi sẽ bẻ gãy tay cô. Hương, Bình Nhi lập tức im miệng. Này, các người đừng có mà động tay động chân. Bảo vệ, bảo vệ đâu, mau đến đây, Lâm Hoài Công còn chưa nói xong đã bị Diệp Vô Phong trực tiếp bịt miệng lại. Diệp Vô Phong ghé sát tai anh ta nói nhỏ, còn la nữa tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu. Lâm Hoài Công cảm nhận được sức mạnh từ tay của Diệp Vô Phong, đó không phải là sức mạnh mà anh ta có thể chống cự lại được. Lâm Hoài Công bình thường cũng rất siêng tập thể dục, về phương diện võ thuật thì cũng được xem như là võ sĩ, vài ba người đàn ông khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tuy nhiên, Thứ mà anh ta cảm nhận được từ bàn tay của Diệp Vô Phong, đó là một sức lực quá kinh khủng, nó cứng cáp và mạnh mẽ như một người máy, một sức mạnh mà không gì có thể so sánh được. Tôi không la nữa, tôi không la nữa." Lâm Hoài Công liên tục nhấn mạnh, Diệp Vô Phong nghe vậy mới thả anh ta ra. "Khôn hồn thì tỏ thái độ hợp tác với chúng tôi một chút. Nếu không, tối nay tôi sẽ bắt hai người thực hiện một màn rơi tự do từ tầng 10 đấy, tất nhiên, đây cũng sẽ là màn biểu diễn cuối cùng của các người." Diệp vô phong nghiêm nghị nói. Được, Lâm Hoài công biết rằng không thể phản kháng, anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh, chỉnh sửa quần áo một chút rồi ngồi thẳng người dậy. Này cậu, chúng ta có thủ oán gì với nhau sao? Hay mấy người đến đây để cướp của? Chẳng giấu gì các người, hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt, hơn nữa, cướp bóc ở chỗ của lôi tử, các người cũng nên cân nhắc một chút. Bốp, Diệp vô phong không chút do dự đấm thẳng vào mặt Lâm Hoài Công, khóe miệng anh ta liền chảy máu, nghe rõ câu hỏi của tôi rồi trả lời. Vâng vâng, Lâm Hoài Công cảm thấy trời đất quay cuồng, không dám nhiều lời nữa. Tại sao lại thuê luật sư cho ông Khiếu? Diệp vô phong trầm giọng hỏi. Hả, cái này, Lâm Hoài Công không ngờ rằng đối phương sẽ hỏi một câu như vậy, lại còn hỏi trước mặt Bình Nhi, anh ta sao dám phản bội ông chủ lôi? Thấy anh ta do dự, Diệp vô phong tiếp tục đánh, nói. Ngay lập tức, hai chiếc răng cấm do ban nãy bị đánh mà lung lay cùng lúc rơi ra ngoài. Phụt, Lâm Hoài Công đau đớn phun ra một ngụm máu cùng với hai chiếc răng. Không được đánh anh ấy, Bình Nhi đột nhiên hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi cầu xin các người, đánh tôi đi, đừng đánh giám đốc Lâm, tôi cầu xin các người. Lúc này trong lòng Bạch Tinh Đồng nôn nóng khó tả, trước giờ động tác của cô luôn nhanh hơn lời nói, trực tiếp đè Bình Nhi úp mặt xuống ghế sofa. Nhượng Bình Nhi bị đệm ghế sofa chặn lại, không thể nói được nữa. Thịch, bàn tay Bạch Tinh Đồng như một mũi dao đâm vào sau gáy Bình Nhi, cơ thể Bình Nhi lập tức mềm nhũn ra và ngưng cửa quẩy. Sao các người lại giết cô ấy? Trái tim Lâm Hoài Công run lên, hồn bay phách tán. Nói, Diệp vô phong lại giơ bàn tay mình lên, anh thật sự tức giận, cha Bạch Tinh Đồng vốn vô tội, ông già đó một đời ngay thẳng, vị tha, bây giờ lại bị vu oan cho tội tham nhũng và hối lộ, không biết trong lòng khó chịu đến nhường nào. Tôi nói, tôi nói, chính là ông chủ lôi đã nhờ tôi thuê luật sư trương bảo chữa cho cục trưởng khiếu. Lâm Hoài Công không dám làm gián đoạn nữa, chỉ có thể nói ra sự thật. Ồ, vậy chuyện 15 tỷ đồng ở trong nhà của Bạch Trấn Vũ thì sao? Diệp vô phong không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. 15 tỷ nào, tôi không biết, Lâm Hoài Công lập tức phủ nhận. Hịch, hịch, Diệp vô phong trái đấm một cái, phải đấm một cái, nói. Phụt, Lâm Hoài Công phun ra thêm hai cái răng, "Khóc tôi thật sự không biết, ông già đó, rồi cái gì mà 15 tỷ, tôi thật sự không biết, cho dù cậu có giết chết tôi thì tôi cũng không biết." Hừ, Diệp Vô Phong đột nhiên rút ra một con dao, trước khi cho cậu rơi tự do, tôi nghĩ phải loại bỏ một bộ phận nào đó trên người cậu, cho cậu một bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ xuống gặp Diêm Vương. "Sao? Không, tôi không muốn." Lâm Hoài Công la lên, anh ngay lập tức hiểu được Diệp Vô Phong đang muốn lấy bộ phận nào trên người anh. Răng mất đi thì còn có thể trồng lại, chứ bộ phận đó mà mất đi thì quãng đời hạnh phúc của anh coi như chấm hết. "Tôi nói, tôi nói." Lâm Hoài Công thực sự sợ hãi, bởi vì con dao trên tay Diệp Vô Phong vô cùng sắc bén, chỉ cần vài nhát liền có thể cắt nát quần anh, sau đó khiến cho bộ phận quan trọng nhất của người đàn ông lộ ra trong không trung. Dựa vào kỹ thuật dùng dao đỉnh cao lúc nãy của Diệp Vô Phong, nếu thật sự ra tay anh ta hoàn toàn có thể khiến cho lâm hoài công trở thành thái giám chỉ với một nhát dao nói mau con dao găm trên tay diệp vô phong vẽ một bông hoa tôi nói tôi nói lâm hoài công bị dày vò đến mức thê thảm không dám kháng cự nữa thật ra mọi chuyện là như này bạch trấn vũ ông ta cũng quá cứng nhắc cứ khăng khăng nắm lấy điểm yếu của cục trưởng khiếu ông chủ lôi tức giận lo sợ hậu quả khó lường ngay sau đó đã sai người đến chỉnh đốn bạch trấn vũ tôi còn nhớ người được cử đi lúc đó hình như là Hồ Tam. Hồ Tam, tên gì, làm gì, nhà ở đâu, Diệp vô phong lập tức cảnh giác. Lâm Hoài Công nói, thật ra tôi cũng không chắc chắn liệu người ông chủ lôi phái đi có phải là Hồ Tam hay không, nhưng hình như đã có nghe người ta nói qua. Cái tên Hồ Tam này, tên thật là Hồ Lan Quý, là một người lái buôn, anh ta rất thông minh lanh lợi, làm việc vô cùng khôn khéo anh ta có những mối quan hệ rất tốt ở Phụng Thiên, sở hữu khối tài sản ít nhất cũng phải đến vài tỷ, anh ta có hai người vợ, người nào cũng có con, vì vậy cậu ta thường ở nơi có hai. Được rồi, cảm ơn. Nghe Lâm Hoài Công nói rõ địa chỉ và thông tin liên lạc của Hồ Tam, Diệp Vô Phong liền cảm thấy không còn hứng thú với anh ta nữa, dùng bàn tay đánh vào gáy cho anh ta bất tỉnh rồi trói chặt lại. Những ngày này của Hồ Tam thật sự khó khăn, không, công việc lần này ông chủ giao cho cũng giúp anh ta kiếm được không ít, về đến nhà liền cho mỗi cô vợ 900 triệu, hai người vợ mặt mày rạng rỡ, nóng lòng muốn hầu hạ Hồ Tam. Tiền không phải là vạn năng, nhưng nếu chi tiền cho ai đó thì nó sẽ có nghĩa là vạn năng. Tất nhiên hai cô vợ kia không biết, ngoài số tiền 3 tỷ ông chủ lôi thưởng cho, anh ta còn trộm được một ít từ số tiền mà ông chủ lôi mang đi hối lộ, đâu đó cũng tầm 3 tỷ nữa, vậy là Hồ Tam đã kiếm được 6 tỷ từ công việc này. Trừ đi 900 triệu đưa cho vợ, anh ta còn những 4 tỷ 200 triệu. Đầu óc Hồ Tam lại bắt đầu tính toán, hay là nuôi thêm một cô vợ nhỏ. Một nam một nữ đang nghỉ ngơi, Hồ Tam nhìn cô vợ cả dáng vẻ mệt mỏi nằm trong lòng mình, tâm tình vô cùng thoải mái, bà xã, đêm nay anh đảm bảo sẽ cho em ăn no. Cô vợ cả liếc mắt đưa tình, được thôi, chỉ là với bộ dạng của anh, 3 phút đã bại trận mà đòi cho bà đây ăn no. Em nói cái gì, một lần của anh không được quá 5 phút, em đừng có mà đắc ý. Có tin sau này anh sẽ không thèm để ý đến em nữa không hả? Vợ chồng đùa nhau như thế là bình thường, nhưng hôm nay Hồ Tam dường như có chút bất mãn. Chương 358, không dám cảm giảm. Quả nhiên, Hồ Tam không chịu đựng nổi 3 phút, liền đổi ý, chán nản nói, "Bà xã, có phải gần đây thể lực của anh giảm sút rồi không?" Cô vợ cả trừng mắt nhìn anh, khả năng của anh từ lúc còn trẻ đã như vậy rồi, cái gì mà giảm sút với không giảm sút. Đàn ông các anh ấy cứ gieo ra đó vài hạt giống liền chẳng quan tâm gì nữa chỉ có phụ nữ chúng tôi là phải chịu thiệt thòi thôi được rồi được rồi đừng ở đó mà hoan ức nữa buổi tối anh còn phải đi làm kiếm tiền cho em tiêu hồ tam lập tức mặc quần áo vào ông xã là tuyệt nhất không cần biết như thế nào chỉ cần có tiền là được vợ cả dù biết rõ hồ tam có tình nhân bên ngoài nhưng vẫn dịu dàng ra tiến hồ tam cô vợ hai đã nhận được tin nhắn thông báo cả trăm lần từ sớm rồi tài khoản đột nhiên tăng thêm 900 triệu. Sau khi biết được Hồ Tam sẽ ghé qua đây, cô liền lập tức chuẩn bị vài món ăn, bộ dạng như đang chào mừng một ngày lễ nào đó, đợi Hồ Tam quay về. Do đó mà Hồ Tam lúc ở bên vợ cả mới gấp rút như vậy. Vừa lái chiếc xe Mercedes-Benz của mình, Hồ Tam vừa ngâm nga vài giai điệu, chị Vương nhị tôi ngồi trên tòa nhà phía bắc. Cô vợ hai sống trong một căn biệt thự nhỏ, Hồ Tam lái xe đến trước cổng biệt thự, nhấn nút điều khiển từ xa, Cổng chính tự động chậm chậm mở ra. Hồ Tam lập tức nhìn thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ chắn trước xe anh ta, bọn họ lửa giận đầy mình nhìn thẳng vào người Hồ Tam trong xe. Người đàn ông vẫy tay, ra hiệu cho Hồ Tam bước xuống xe. Mặc dù Hồ Tam đang đứng trước cổng nhà riêng của mình, nhưng bọn họ là người như thế nào, anh ta thật sự không biết. Tuy nhiên, có thể tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh thì nhất định không phải người tầm thường. Nếu đã không phải là người tầm thường, vậy có khả năng là người mà hồ tam không thể đắc tội vì vậy hồ tam mặc dù rất không muốn dừng xe nhưng cũng không thể không dừng lại ôi anh trai xin chào xin chào anh tìm hồ tam có chuyện gì không vừa nói hồ tam vừa đưa cho anh một điếu thuốc lá nổi tiếng của giang tô niềm nở lấy bật lửa muốn châm cho diệp vô phong một điếu thuốc diệp vô phong xua tay rõ ràng không muốn nhận lấy điếu thuốc từ tay anh ta anh là hồ tam hồ tam liên tục gật đầu Vâng vâng vâng, anh trai, anh là... Diệp vô phong không trả lời, chỉ nói, lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Hồ Tam cảm thấy lo lắng, anh trai, anh là người của ông chủ lôi sao? Bạch tinh đồng mặc kệ Hồ Tam, Diệp vô phong lại nắm lấy bả vai anh ta, hai người tiến đến góc khuất của biệt thự, ông chủ lôi nói số tiền mà anh gửi cho Bạch Trấn Vũ có vấn đề. Sao, Hồ Tam bị dọa cho suýt tiểu ra quần, anh trai, tôi thật sự đã gửi hết số tiền đó cho ông ta. Diệp vô phong đạp cho hồ tam ngã xuống đất, sau đó dậm một chân lên anh ta, mẹ kiếp. Mau nói thật cho tôi biết, nếu không tôi giết chết anh. Hồ tam sợ tới mức chết khiếp, anh trai tha mạng. Tha mạng, tôi nói, tôi nói thật là được chứ gì. Chuyện là như vậy, tôi thật sự đã đưa tiền cho ông ta, tất cả là 15 tỷ, nhưng tôi chỉ ăn chặn bớt 3 tỷ thôi. Xin anh hãy tha cho cái mạng chó này của tôi, hu hu. Trong lòng Diệp vô phong nảy lên, có hy vọng, anh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay video, ông chủ lôi nói rồi, sai tôi hôm nay đến kết liễu anh, sau đó vứt xác xuống sông Tùng Hoa cho cá ăn. Có điều, tôi thấy như thế thì con của anh thật đáng thương, giờ chỉ cần anh thành thật nói rõ cho tôi biết tất cả mọi chuyện, tôi sẽ đích thân cầu xin ông chủ lôi tha cho anh một mạng. Vâng vâng vâng, ông chủ, tôi sẽ kỹ càng kể rõ mọi chi tiết, Hồ Tam sợ đến mức hồn bay phách lạc, kể lại cặn kẽ từ đầu đến cuối chuyện mình vu oan cho Bạch chân Vũ. Thì ra, 15 tỷ tiền mặt thật sự quá nặng, Hồ Tam liền thuê một người đàn ông cường tráng giúp anh ta vác túi tiền lớn ấy đến nhà của Bạch Chấn Vũ, tất nhiên, anh ta cũng thuê thêm một thợ mở khóa chuyên nghiệp, sau khi mở được cửa nhà Bạch Trấn Vũ, Hồ Tam cùng người đàn ông lực lưỡng kia lập tức nhét 15 tỷ tiền mặt vào gầm giường Bạch Trấn Vũ, sau đó lén la lén lút rời đi. Trong toàn bộ quá trình, người đàn ông vạm vỡ cùng thợ mở khóa thậm chí còn không biết thứ mà Hồ Tam đưa vào nhà Bạch Chấn Vũ là 15 tỷ tiền mặt. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp cướp lấy số tiền đó và không bao giờ quay trở lại. Hai người bọn họ vốn dĩ chỉ là những chân sai vật, họ sẽ chẳng thể nào tưởng tượng tượng rằng Hồ Tam lại có thể ngang nhiên đưa tiền vào nhà người khác. Sau tiền xong, Hồ Tam liền báo cáo với ông chủ lôi, toàn bộ quá trình diễn ra một cách liền mạch, có thể nói là không chê vào đâu được, khiến cho Bạch Trấn Vũ phải ngồi tù hơn 10 năm chắc chắn không thành vấn đề. Những chuyện xảy ra tiếp theo, mọi người cũng đều biết cả rồi. Bạch Tinh Đồng nghe Hồ Tam Thú nhận tội ác, cô tức điên cả người, hận không thể tung một cước đá chết cái tên Hồ Tam khốn kiếp này. Tuy nhiên, Hồ Tam là một nhân chứng quan trọng, không chỉ cần phải giữ gìn đoạn băng ghi hình này mà tính mạng của anh ta cũng cần phải được bảo vệ, chỉ như vậy mới có được bằng chứng xác thực. Bạch Tinh Đồng ngay lập tức gọi điện cho một đồng nghiệp thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố Phụng Thiên đến đưa Hồ Tam về đồn, Hồ Tam nghe vậy lập tức phủ nhận toàn bộ lời khai, vừa nãy tôi chưa nói gì hết chính là do người cảnh sát kia đã ép buộc tôi phải nói. Bạch tinh đồng đá vào lưng anh ta, đồ khốn kiếp. Lúc nào rồi mà còn dám chống cự. Hồ Tam hét lớn, đây là các người đang bức cung tôi. Tôi muốn tố cáo các người. Cầm miệng, thành thật chút đi, cảnh sát hình sự cũng coi thường loại người như Hồ Tam. Theo lời khai của Hồ Tam, Diệp vô phong tìm đến cửa hàng của người thợ khóa, bên cạnh Bạch Tinh Đồng còn có bốn viên cảnh sát hình sự. Xin chào, cho hỏi có phải công ty mở khóa 20 không? Tôi cần mở khóa gấp, vâng vâng, tôi bỏ quên chìa khóa trong nhà rồi. Thật xin lỗi, muộn như này rồi mà còn làm phiền anh, nếu anh có thể đến đây, tôi sẽ trả gấp đôi. Vâng vâng, anh đến nhé. Diệp vô phong liên lạc với đối phong được một lúc sau thì liền đến đứng trước cửa nhà anh ta. Không lâu sau, anh ta mở cửa bước ra, đang chuẩn bị sang bên kia đường lấy xe thì lập tức bị hai cảnh sát cấp dưới của Bạch Tinh Đồng đè xuống đất không được nhúc nhích. Này, công ty mở khóa của tôi có giấy phép của Cục An ninh mà. Tại sao các người lại bắt tôi? Người thợ khóa không phục. Bạch Tinh Đồng giận dữ, vì anh là đồng phạm với Hồ Tam. Hiểu chưa hả? Người thợ khóa lập tức ủ rũ, im lặng theo cảnh sát lên xe. Còn lại người đàn ông lực lưỡng, ông ta là một người khuân vác ở một xã nhỏ trong thành phố, đầu óc có chút không tốt, lúc bị cảnh sát bắt, ông ta thậm chí còn không biết mình đã phạm tội gì, liên tục cầu xin anh cảnh sát, Tôi thật sự là người tốt mà. Nếu anh không tin có thể đến công trường mà xem, tôi trước giờ không hề dám phạm pháp, cho dù là bình thường lúc ăn cơm, tôi cũng chỉ dám ăn có một nửa. Đừng nói nhảm nữa, đến cục cảnh sát rồi từ từ mà nói chuyện." Viên cảnh sát giận dữ, "Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ bịt miệng ông lại." Người đàn ông lực lưỡng kia lập tức ngậm miệng, không dám nói nhiều nữa. Chương 359: Trận chiến giữa bố và con gái mặc dù hồ tam đã cố gắng phủ nhận mọi chuyện với cảnh sát nhưng khi đến phòng thẩm vấn được bạch tinh đồng cho xem đoạn video do diệp vô phong ghi lại hồ tam cũng cúi đầu thú nhận đặc biệt là sau khi nghe được lời khai của thợ khóa và người đàn ông lực lưỡng kia hồ tam gần như suy sụp hoàn toàn sau đó cảnh sát đã đưa người thợ khóa người đàn ông kia cùng hồ tam đến hiện trường để xác nhận mọi chuyện cho đến nay Việc Hồ Tam lén lút mang 15 tỷ tiền mặt đặt vào nhà Bạch Trấn Vũ với âm mưu vu khống cho ông đã có đầy đủ bằng chứng, không thể chối cãi. Bạch Tinh Đồng còn chưa kịp thở đã phải nhanh chóng mang tài liệu liên quan trình lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Mặc dù Bạch Tinh Đồng không đích thân tham gia vào toàn bộ quá trình thẩm vấn, nhưng các đồng nghiệp vẫn rất hết mình giúp đỡ cô ta, và lại, sự thật cũng đã quá rõ ràng. Trưa ngày hôm sau, Bạch Tinh Đồng được cục giám sát cho về nhà, lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cho phép cô ta được nghỉ ngơi vài ngày rồi mới quay lại làm việc. Bố, Bạch Tinh Đồng vẫn luôn chờ ở nhà, vừa thấy bố mở cửa bước vào, cô ta liền chạy đến nắm lấy tay Bạch Trấn Vũ, nước mắt lưng trong bố, con biết rõ bố bị oan từ sớm rồi, nhưng con bị buộc phải lánh đi, không thể tham gia vào quá trình điều tra vụ án, cũng may một người bạn của con đã đến Phụng Thiên mới có thể tìm cách trả lại sự trong sạch cho bố. Bạch Trấn Vũ bị ra mấy ngày trời nhưng chưa từng chống đối lại, cười nói với cô ta, con gái ngốc, lẽ nào con không biết, con thực sự đã là một cảnh sát vô cùng mạnh mẽ rồi. Bố con một đời thanh liêm, đừng nói là 15 tỷ, thậm chí 300 triệu đồng đặt chung với nhau sẽ có bộ dạng như thế nào bố còn không biết nữa là, ha ha. Được rồi, đừng lo lắng nữa, không phải bố đã rất ổn rồi đây sao? Thấy Bạch Tinh Đồng vẫn còn đang khóc, Bạch Trấn Vũ cười nói, con gái ngốc, con vừa nói, bạn của con, là bạn gì vậy là bạn cảnh sát hay là bạch tinh đồng nói anh ấy không phải cảnh sát nhưng anh ấy còn tốt hơn cả cảnh sát đúng rồi dù sao bây giờ bố cũng chỉ ở nhà tối nay bố con mình mời anh ấy một bữa cơm được không ồ bạch trấn vũ bắt đầu để ý là người như thế nào mà có thể khiến con gái tôi phải cẩn thận như vậy chứ bố bạch tinh đồng nũng nịu như một đứa trẻ nhìn thấy thái độ của con gái Bạch Trấn Vũ càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, con gái có người trong mộng rồi sao? Phải xem xem rốt cuộc chàng trai nào mà có thể lọt vào mắt xanh của con gái mình. Tất nhiên, cậu ta cũng phải lọt vào mắt của Bạch Trấn Vũ mình đây. 6 giờ tối, tại phòng riêng của khách sạn Phú Thiên Nguyên, hai cha con bọn họ đã có mặt từ sớm, chờ Diệp vô phong đến. Nói đi, đứa nhỏ kia là mẫu người con thích đúng không? Bạch Trấn Vũ mỉm cười nhìn cô con gái của mình. Đôi mắt bạch tinh đồng bỗng chốc sáng lên, có chút không tự nhiên, kìa bố, bố có thể đừng hỏi con về vấn đề nhạy cảm này được không? Hừ, con tưởng bố không nhìn ra sao, mà thằng nhóc kia cũng thích con chứ. Bạch Trấn Vũ đương nhiên là quan tâm đến chuyện hệ trọng cả đời của con gái. Ừm, bạch tinh đồng vô cùng xấu hổ. Cái gì, con gái tôi thích anh ta, cậu ta lại dám không thích con gái tôi. Tôi phải đạp chết cậu ta, bạch Trấn Vũ lớn tiếng. Á à đừng, bố tuyệt đối đừng làm gì anh ấy. Bạch Tinh Đồng giật mình, nếu bố thật sự làm điều đó, với sức mạnh của Diệp Vô Phong, cho dù anh ấy không đánh trả thì lực phản lại cũng đủ làm bố bị thương nặng. Bạch Tinh Đồng thầm nói trong lòng, cho dù là mình, ở trước mặt anh ấy sợ đến tờ giấy còn không bằng, bố chắc chắn còn kém xa. Nhưng cũng không thể nói như vậy, cô ta trần trừ một chút, còn chưa kịp nói thì tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Tinh Đồng đột nhiên trở nên căng thẳng, mời vào. Diệp vô phong mặc một chiếc áo phông màu xanh đen cùng một chiếc quần bò, thản nhiên bước vào chú Bạch. Xin chào. Bạch Trấn Vũ không đáp lại mà mở to hai mắt nhìn Diệp vô phong, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, cậu nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi? À, 26. Diệp vô phong lập tức hiểu ra, đây là giọng điệu của bố vợ đang xem xét con rể, nhưng vì đối phương không nói rõ nên anh cũng không cần phải giải thích làm gì. Cậu làm nghề gì, lương bao nhiêu? bạch trấn vũ tiếp tục hỏi công việc hiện tại thì không có lương thì diệp vô phong thản nhiên nói không có công việc vậy là không có lương rồi bạch trấn vũ đầy khó hiểu nhìn chằm chằm diệp vô phong cậu đang tìm đối tượng gì vậy hả đến công việc cũng không có con gái ông làm cảnh sát nhiều năm như vậy rồi mà bạch tinh đồng cười khó xử bố đừng bận tâm về chuyện đó diệp vô phong anh muốn ăn gì mau gọi đi bạch trấn vũ hừ một tiếng Muốn gọi món thì cũng phải để cho người lớn gọi chứ, đúng không? Diệp Vô Phong lập tức gật đầu, vâng, vâng, tất nhiên là phải để cho chú Bạch gọi món rồi, cháu không kén chọn. Cuối cùng gọi lên bốn món, Bạch Tinh Đồng vội vàng rót rượu cho hai người đàn ông, nào, Diệp Vô Phong, cảm ơn anh đã cứu bố tôi ra ngoài, cùng ly. Bạch Tinh Đồng uống nước trái cây, Bạch Trấn Vũ nhìn Diệp Vô Phong, cậu nhóc, nói thật cho tôi biết, cậu không phải là cảnh sát, sao có thể giỏi hơn con gái tôi được. Diệp vô phong nói: Chú Bạch, Bạch Tinh Đồng là cảnh sát, mà cảnh sát xử lý vụ án thì đều dựa vào quy củ. Còn cháu, chẳng qua là vì mục đích mà không từ thủ đoạn, quyết tâm phá bỏ hết những phép tắc đó của cô ấy, có vậy mới đạt được một chút hiệu quả thôi, chứ cũng không có gì cả. Vậy chẳng phải là đi cửa sau sao? Bạch Trấn vỗ mặt mày tối lại. Bố, bố nói gì vậy? Bạch Tinh Đồng tức giận, người ta cố hết sức cứu bố ra ngoài chỉ để nhìn sắc mặt của bố hay sao? nếu bố không tình nguyện cảm ơn người ta vậy bố đi đi bữa cơm này tụi con ăn được rồi bạch chân vũ nghiêm mặt rồi đột nhiên nở một nụ cười ôi cô con gái ương bướng của tôi bố chiều hư con rồi đúng không đến cả bố mà còn dám mắng như vậy tôi nói này chàng trai trẻ nửa đời sau của cậu phải chịu nhiều khó khăn rồi ha ha diệp vô phong vừa mở miệng định giải thích bạch tinh đồng đã trực tiếp nói vào bố người ta đã kết hôn rồi bố đừng nói lung tung nữa cái gì cậu kết hôn rồi bạch trấn vũ mở to mắt vậy sao còn bám theo con gái tôi bạch tinh đồng tức giận đến mức rơi nước mắt bố bố lại còn nói nữa tụi con đi bố tự mình ăn đi được rồi được rồi con gái tôi lớn rồi chỉ biết lo cho người ngoài thôi nào chàng trai trẻ dù sao thì cậu cũng đã cứu tôi ra ngoài tôi vẫn nên cảm ơn cậu tối nay chúng ta không say không về trước tiên làm vài ly cho sạch miệng đã nào tử lượng của Bạch Trấn Vũ thật sự rất tốt, thoát cái chén rượu Đông Bắc đã thấy đáy. Sau khi uống rượu, Bạch Trấn Vũ cũng nói chuyện nhiều hơn, cũng không còn quá nghiêm túc, tự nhiên cười nói cùng Diệp Vô Phong. Ông ta phát hiện ra, Diệp Vô Phong mặc dù ít nói, nhưng mỗi lần ông ta hỏi, anh đều luôn đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa còn có cái nhìn rất sâu sắc. Bạch Trấn Vũ càng lúc càng hài lòng với Diệp Vô Phong, đặc biệt là khi thấy ánh mắt của con gái mình lúc nhìn Diệp Vô Phong, Bạch Trấn Vũ liền biết con gái đã rơi vào lưới tình, hay, chỉ tiếc là chàng trai này đã kết hôn rồi. chương 360, tất cả đều vì lợi nhuận. Hai người bọn họ càng nói chuyện càng ăn ý. Bạch Trấn Vũ cảm thấy Diệp Vô Phong có rất nhiều cách nhìn thật sự khiến ông phải mở mang tầm mắt. Uống cạn hai bình rượu, Bạch Trấn Vũ có chút sướng sờ, bởi vì càng nhìn Diệp Vô Phong ông càng thấy cậu ta thật đáng yêu, dáng vẻ thù địch ban nãy đã biến mất từ sớm rồi. Bạch Tinh Đồng ở bên cạnh cứ đứng ngồi không yên, bất lực nhìn hai người họ rượu vào lời ra. Ông chủ lôi, chuyện chúng ta vụ oan cho Bạch Trấn Vũ bị lộ rồi. Lâm Hoài Công không dám báo cáo với Âu Dương Lôi, sợ rằng khi Âu Dương Lôi biết được bản thân đã bị anh ta phản bội, ông ta thật sự sẽ gây bất lợi cho anh. Mà Âu Dương Lôi cũng chỉ biết Bạch Trấn Vũ được thả trước một tiếng. Âu Dương Lôi vô cùng tức giận, cuối cùng đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? cảnh sát không phải chỉ là một lũ ngu ngốc thôi sao? Lần này sao lại lợi hại đến vậy? Bọn họ làm thế nào mà phát hiện ra được? Lập tức gọi điện cho Lâm Hoài Công hỏi rõ ràng việc này. Vâng, người đàn ông bên cạnh Âu Dương lôi nhanh trí lập tức gọi điện cho Lâm Hoài Công. Lâm Hoài Công, tôi là Khương Tam Lãng. Ông chủ lôi muốn tôi hỏi anh, tại sao chuyện của Bạch Trấn Vũ lại bị lộ ra bên ngoài? Lâm Hoài Công trong lòng đầy sợ hãi, thì thào nói, anh ba Khương, tôi thật sự không biết. Chuyện này là sao vậy? Mặc dù anh ta là người đã khai ra Hồ Tam, nhưng anh ta không thể thú nhận được, nếu không không chỉ có bản thân anh ta, mà ngay cả vợ con ở nhà từng người từng người một đều phải chịu chết thảm. Thủ đoạn của Âu Dương Lôi, cả cái tỉnh Liêu Đông này ai mà chả biết. Khương Tam lãng nói, Bạch Trấn Vũ đã được cục giám sát thả rồi. Nếu cảnh sát không tìm thấy chứng cứ xác thực, Bạch Trấn Vũ sẽ không thể nào được thả ra ngoài như vậy. Lâm Hoài Công, anh đã làm ra chuyện bất lợi gì? anh ba mong anh ba xem xét chuyện này là do tôi đã phái hồ tam đi làm đó chỉ là một thằng không tên không tuổi ở phụng thiên lẽ nào cậu ta đã tiết lộ chuyện gì đó ra bên ngoài lâm hoài công cố hết sức khiến bản thân trở nên trong sạch hồ tam vừa nghe được những lời này thì đột nhiên từ bên điện thoại lâm hoài công la lên này sao cảnh sát các người lại có thể tùy tiện bắt người như vậy các người có biết thân phận của tôi không hả này điện thoại bị ngắt đi ông chủ lôi có lẽ Lâm Hoài Công đã bị bắt đi rồi." Giọng nói Khương Tam Lãng có chút nặng nề, "Liệu cảnh sát có được bằng chứng gì về tội ác của ngài không?" Âu Dương lôi cười lớn, "Tam Khương, Âu Dương lôi tôi ở Liêu Đông này hơn 10 năm trời, có ai dám nói lời không hay trước mặt tôi?" Đến ngay cả quan chức cấp cao của tỉnh ủy còn phải nhìn sắc mặt tôi mà nói chuyện. "Cậu yên tâm, cho dù bọn họ có tìm ra được chứng cứ phạm tội của tôi, cũng không có cách nào bắt tôi được đâu." Khương Tam Lãng gật đầu, "Vâng." Nhưng thưa ông chủ lôi, chúng ta vẫn phải nên đề phòng. Tôi nghe bạn bè của cảnh sát kể lại, bây giờ tài liệu liên quan đến chứng cứ phạm tội của ngài đã xếp cao đến cả mét rồi, chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chú thì hơn. Âu Dương lôi gật đầu, được rồi được rồi, cậu cũng đừng suốt ngày dạy dỗ tôi. Văn tôi có Khương Tam Lãng, võ tôi có Tần Trí Dũng, ngoài ra còn có chân, ai dám khiêu chiến với tôi. Cho dù là chính quyền trung ương đến Liêu Đông, thì cũng phải nhìn mặt Âu Dương lôi tôi mà nói chuyện. Cảm ơn ông chủ Lôi đã đề cao." Khương Tam lãng mỉm cười, "Ông chủ Lôi, gần đây tập đoàn Tạ thị xảy ra chút chuyện. Tạ Đại Chân tối qua đã muốn ly hôn với tên chồng hèn nhát của mình. Tại công ty luật, bọn họ cùng với một đôi vợ chồng trẻ đã xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. Tạ Đại Chân đã mang đến tám người đàn ông lực lưỡng, cuối cùng lại bị người ta đánh cho thảm thương." "Sao?" Âu Dương Lôi cười chế giễu, "Vậy có nghĩa là Đôi vợ chồng kia vì tên chồng hèn nhát của cô ta đã mang người đến mà đặc biệt chỉnh đốn cô ta. Khương Tam lãng lập tức lắc đầu, tôi nghe luật sư Trương nói lại rằng mọi chuyện không phải như vậy. Theo như luật sư Trương thì hai vợ chồng kia thậm chí còn không quen biết Tạ Đại Chân, mọi chuyện đều do Tạ Đại Chân khơi mào. Lúc đó vợ chồng trẻ đó có nói một câu, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy khiếp sợ. Hửm, câu gì? Âu Dương Lôi bắt đầu thấy có chút hứng thú, câu nói mà có thể khiến cho Khương Tam Lang cậu khiếp sợ át hẳn phải rất thú vị, nói tôi nghe xem. Khương Tam Lãng nói, luật sư Trương kể lại, người thanh niên đó nói rằng, trong vòng 3 ngày, thu mua lại tập đoàn tạ thị. Phụt, Tam Lãng, cậu chưa từng nghe ai chém gió hả? Cậu thanh niên kia chắc chắn là đang khoác lác quá mức rồi. Hừ, cho dù là dựa vào nguồn tài chính của tôi thì cũng không thể chỉ cần nói một hai tiếng liền có thể mua được tạ thị, còn rất nhiều vấn đề liên quan khác nữa. Âu Dương Lôi chửi rủa. Khương Tam lãnh tất nhiên biết rõ mọi chuyện, có chút do so dự rồi lắc đầu nói, "Ông chủ Lôi, tôi vẫn chưa nói vào trọng điểm, trọng điểm là sáng sớm hôm nay, công ty Tveraski của bọn Tây đã phái chuyên viên đến Phụng Thiên để bàn bạc với Tạ Đại Chân về việc thu mua Tạ thị." Hơn nữa ông chủ cũng biết, Tveraski là công ty khởi nghiệp bằng vũ khí đạn dược, hiện tại đang là một thế lực hùng mạnh trong lĩnh vực công nghiệp nặng và công nghệ cao. Đến ngay cả chúng ta còn không dám đối đầu với họ. Tveraski, mẹ kiếp, cái công ty này của bọn Tây không phải đã nói sẽ không vượt qua Hắc Long Giang sao? Giờ sao lại chạy đến Phụng Thiên mở rộng phát triển rồi? Âu Dương Lôi cảm thấy khó hiểu. Khương Tam lãnh thở dài, cả thế giới này chẳng qua là đang chạy theo lợi nhuận. Tveraski đến Phụng Thiên để phát triển cũng là chuyện không sớm thì muộn. Suy cho cùng thì điều kiện khí hậu bên đó cũng không tốt bằng chỗ chúng ta tôi chỉ cảm thấy là ở chỗ, Teveraski hình như có liên hệ gì đó với cậu thanh niên kia. Âu Dương lôi ngạc nhiên, cậu thanh niên khoe khoang mà cậu nói tới là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Khương Tam lãnh nói, tất nhiên là người Trung Quốc rồi, anh ta tên là Diệp Vô Phong, dù sao thì cũng là người có năng lực, còn những thông tin khác của anh ta thì tạm thời chưa tra ra. Người Trung Quốc thì làm sao có thể có liên hệ với công ty Teveraski được. Âu Dương lôi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Khương Tam lãnh nói, tôi cũng rất khó hiểu, theo lý mà nói, công ty Tverasky rất ít khi qua lại với người Trung Quốc. Ông chủ Tverasky của bọn họ vốn rất ghét những người Trung Quốc, tinh danh. Tuy nhiên, sáng nay công ty Tverasky đã cho người đến Phụng Thiên, bọn họ đã có buổi gặp mặt với cán bộ cấp cao của tỉnh ủy, đây là sự thật không thể chối cãi. Mặt Âu Dương lỗi giật giật, mặc dù Tverasky lợi hại thật, nhưng Âu Dương lỗi tôi cũng không phải dạng người dễ bị trêu chọc đâu. Khương Tam Láng, cậu chú ý điều ra một chút, chỉ cần Teveraski dám nhắm vào tôi, tôi sẽ cho bọn họ biết, cái tỉnh Liêu Đông này còn có cả tiếng nói của tôi. Vâng, ông chủ yên tâm, tôi sẽ đặc biệt chú ý. Khương Tam Láng thận trọng nói, tôi cũng sẽ để ý đến cậu thanh niên kia. Ừm, cậu đi điều tra đi. Đúng rồi, trước tiên phải tìm ra lý do Bạch Trấn Vũ được thả, bất kể là ai, chỉ cần có liên quan thì đều tìm cách diệt khẩu cho tôi vẻ mặt Bạch chấn Lôi vô cùng hung ác. Vâng, chuyện này tôi nhờ anh Dũng giải quyết được chứ. Khương Tam lãnh nhìn Âu Dương Lôi với ánh mắt tìm kiếm lời khuyên. Đây là sự khôn khéo của Khương Tam lãnh, anh ta đề ra phương án giải quyết vấn đề nhưng vẫn luôn hỏi trước ý kiến của Âu Dương Lôi, cố ý thể hiện sự tôn trọng đối với ông ta. Ừm, việc này để cho Chí Dũng làm đi, cậu dặn dò cậu ấy, làm việc nhớ đừng quá lỗ máng, bất cứ việc gì cũng phải cần động não một chút. Âu Dương Lôi gật đầu, audio điện tử võ tấn bền hết chương 360